Hello chào bạn nhé à, Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đi lên đê này Và đi ngày hôm nay đó là đê số 7 ha. Rồi chúng ta bắt đầu nhá. Rồi câu số 1 này Cho số phước tùy ý mình đê nào sau đây là đúng à, Câu này thì các bạn có thể là Các bạn đi thử cho nó nhanh nhá. Đấy các bạn dùng máy tính các bạn thử còn những cái tính chất này thì chúng ta biến đổi nó sẽ hơi lâu một chút. Đúng không? Thử nó nhanh hơn. Đây các bạn cứ cho Z bằng một cái giá trị nào đó. Tức là bằng một cái số phức nào đó. Đúng không? Giả sử là 1 cộng 2i đi. Đấy. Vậy từ đó chúng ta suy ra này. Z binh này nó sẽ bằng cái gì? Đây bấm máy này. Z binh tức là 1 cộng 2i. Tất cả binh này. Vậy là bằng trừ 3 cộng 4i đúng không? trừ 3 cộng 4i. Mà trong khi đó này, mô đun của Z đó thì bằng này. Đó là bằng cắn của một bình cộng cho hai bình, vậy là bằng cắn cắn 5 đúng không? Vậy mô đun của Z bình á thì chính là bằng thằng này bình. Đúng không? Đó, bình phương lên. Vậy là bằng bằng 5. Vậy cả bạn thấy là nó không bằng nhau rồi đúng không? Vậy đáp án A là loài này. Rồi thử đáp án B nào. Số phức liên hợp của Z có mô đun bằng mô đun của 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 y nhân z. Đây, số phước lên hợp của z á là z ngang này, chính là bằng 1 trừ 2 Đấy Chúng ta đổi dấu phấn, Phần phân ảo đúng không? Vậy suy ra này, mô đun của của z ngang thì nó vẫn bằng là mô đun của z tức là bằng bằng căn 5 này. Đó. Một bình ở à, cắn của một bình cộng với trừ hai bình đúng không? Và là bằng cắn 5. Trong cái đó này, y nhân z này. Thì chính là bằng này y nhân z đây y này nhân cho z z là một cộng hai y nhé bằng này trừ hai cộng y rồi các bạn tính mô đun của thằng này này xem thử nó có bằng không này ship abs của anh này vẫn bằng cả năm đúng không đó vậy là mô đun của thằng này vẫn bằng cắn cả năm vậy là nó bằng nhau này suy đá đáp án b là là đúng này đó các bạn thử như vậy nhá nó sẽ nhanh hơn còn thang này thì nó cũng sai rồi này thang này thì chúng ta dễ này hai thang này thì dễ này đúng không đấy tại vì này Ờ à, dẹp ngáng thì bằng một trừ hai y nên suy ra điểm biểu diễn của nó là là mơ này có tọa độ là một và trừ trừ hai đúng không đấy Adda à, luôn này đây dệt ngáng thì chính là bằng a trừ bí đấy với suy ra này điểm biểu diễn này có tô đồ là a và trừ b đúng không về sai đúng không còn bố đúng của rẻ đó thì bằng cán bậc hai của a bin cộng b bình. thằng này thì luôn lớn hơn hoặc bằng bằng không đúng không tức là nó là một số thực lớn hơn hoặc bằng không chứ không phải là một số thực dương nhá đó nó có thể bằng không nên là đáp án d nó sai rồi câu số 2 nào trong không gian cho mặt câu tòa độ tấm của mặt câu là à, Câu này thì dễ thôi đúng không? Đến đấy thì chắc chắn là chúng ta không cần phải giải thích nhiều nữa Đây Tòa độ tấm thì các bạn lấy cả cái số 6 này Đó. Các bạn nhớ đổi dấu lại nhé Vậy đây là 1, 2, à, trừ 2 và Và 5 đúng không? ạ 1, trừ 2 và 5 Đây các bạn làm biết Đấy nhiều bạn là quyền không đổi dấu Tức là các bạn lấy âm 1, 2 và âm 5 là sai nha đấy các bạn nhớ là phải đuôi dấu lại rồi câu số 3 nào tấm đổi xứng của đô thị hàm số đây là hàm phần thứ bằng 1 trên 1 vì vậy tấm đổi xứng chính là giáo của hai đường tiềm cân đây tiềm cân đứng này tiềm cân đứng thì các bạn giải phương trình mẫu bằng không đó vậy là 2 x trừ 1 bằng không và tương đương với là x bằng 1 trên 1 trên 2 đúng không còn tiềm cân ngang này Tiềm cân ngang là ý bằng à, các bạn lấy hệ số của x ở trên tử chia hệ số của x dưới mẫu, và hệ số đến này là một đúng không dưới này là hai vậy là một chia thì hai và từ đó suy ra tâm đối xứng này sẽ có tọa độ là 1 phần hai một phần hai đấy đáp án là b ô câu này hình như là trung về cấu nào ở trong d những cái d trước rồi đúng không đúng rồi có thể là giói phần mềm các bạn phần mềm khi bọc á khi bọc bọc từ ngân hàng ra thì nó bọc bốc nhầm ra cao <laughs> số 4 nào. một mặt cầu có diện tích là 16 pi tính bán kính của mặt cầu đây diện tích của mặt cầu là s bằng 4 pi nhân r r đúng không ạ và ở đây người ta cho là bằng 16 pi và tương đương với là R bình bằng 16 pi chia cho 4 4 pi với là bằng bằng 4 và suy ra R bằng bằng 2 Đấy, đáp án là B Rồi câu số 5 nào Họ nguyên Hàm của hàm số à, Câu này mình nhớ công thức thì rất dễ đúng không Đây nguyên Hàm của sin x từ 8x dx chính là bằng gì ạ? nguyên hàm của sin x dx trừ 8 đây trừ 8 nguyên hàm của x d dx đây nguyên hàm của sin thì bằng trừ cột đúng không? trừ cột x trừ 8 giữ nguyên nguyên hàm của x thì chúng ta tăng lên một bậc và chia số bậc của nó vậy tăng lên chính là bằng x mũ 1, 2 đấy bậc này là bậc 1 đúng không? và chia cho 2 vậy là bằng à, cộng với c đấy nhé cộng với c vậy là bằng trừ cột x trừ do 4 x bình cộng c đúng không ạ đáp án là đâu ạ đây đúng không đó còn bài nào mà không nhớ công thức thì chúng ta có bấm máy đó đúng không bấm máy thì chúng ta cứ hai bước bước một là gì ạ tính f của của ba đúng không f của ba thì chúng ta thay ba vào x đây các bạn nhớ là đưa về trừ trừ r nhé Để đưa về đá án đấy. Đây xin mỗi x này. Trừ 8 này. Sau đó cán tay bán này. Bằng ấm 23,85 đúng không? Đấy. Bước 2 làm gì ạ? Đó là tính đế đê đến đế đê. thì đầu hàm đấy. Của cả cái hàm số dưới đáp án này. Tại đâu ạ? Tại x bằng 3. Và kết quả nào trùng với kết quả này thì chúng ta chọn đúng không? đây ở đây thầy sẽ thử b luôn này đạo hàm này của trừ cốt x trừ bốn x bình đấy tại đâu tại ba này đấy các bạn thấy là kết quả nó trung với trùng hoàn toàn với bước một đúng không đó đáp án là b rồi có sáu nào cho hàm số có bảng biến thiên những vậy mình đề nào dưới đấy là đúng y cực đại bằng 5. Rồi đáp án A luôn đúng không? Đây, đây chính là y cực đại này. Còn đây là y cực y cực tiểu đúng không? thằng này là sai đúng không? Miết mạc với càng sai nữa. Rồi, đáp án là Rồi, câu số 3 nào. Có bao nhiêu số nguyên dương x thỏa mãn phương trình Ở câu này thì các bạn sẽ tái cũng được mà bấm máy cũng được, giải tay nào cũng khá là nhanh tại vì là cơ số nó giống nhau luôn này đúng không với cái này thầy giải tài trưởng nhé nó nhanh quá đúng không Cơ sổ nó giống nhau rồi thì thằng này lớn hơn thằng này tương đương với thằng này sẽ bé thua thằng này tại vì là cơ sổ nó nằm trong khoảng là không đến không đến một Đây cơ sổ chúng ta là một phần hai này thì nó nằm trong khoảng không đến một đúng không vậy lớn hơn thì nó sẽ trở thành bé thua đúng không vậy từ đó chúng ta sẽ tương đương này à đặt cái này là sao đấy đây đặt thằng này là sao này thì sao sẽ tương đương này đó là hai x bé thua x cộng bảy đúng không? Vậy là tương đương với là chuyển x này sang chính là 2x trừ x với là x bé thố 7 đúng không? Bé thố 7 mà đây là số nguyên dương. Vậy thì x nó sẽ gồm những số nào? Nguyên dương là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này và đến 6 đúng không? Đến 6. Vậy là 1 2 3 4 5 6. Đấy, các bạn là à. Đúng không các bạn? Đó. Còn nếu không thì các bạn cứ thấy bô thay thôi, đúng không? Đây, để thấy bô thì các bạn chuyển sang này sang bên trái thay này. Nha, nhập vào này. Menu 8 này, nhập vào. Mở ngoặc này, 1 phần 2 này. Tất cả mũ 2x này. Đó, chuyển sang là thành trừ đúng không? Trừ này, mở ngoặc này, 1 phần 2 này. Tất cả mũ này. X cộng 7, đấy. Bằng này. Ở đấy người ta hỏi là có bao nhiêu số nguyên dương x Đúng không? Nguyên dương x thì x nó phải bắt đầu từ 1 Đúng không? Đấy, bắt đầu từ 1 thì chúng ta cũng sẽ để ở đây bắt đầu là từ 1 này Đó, còn kết thúc thì các bạn để bằng 9 cũng được Mà lớn hơn 9 cũng được nhé Đối với trường hợp này thì các bạn đến là Các bạn để rộng rộng một chút Thay để là 20 chẳng hạn Còn bước thì chúng ta vẫn đề 1 nhé Tại vì số nguyên mà Đó Rồi các bạn thấy là nếu như chúng ta chuyển về đôi thì nó sẽ còn lại là lớn hơn không đúng không Vậy chúng ta tìm cái khoảng mà làm cho fx nó lớn hơn không đây hiện tại là đang lớn hơn không này vậy là một số này đúng không hai này đó ba này bốn này năm này sáu này bảy này bảy thì bằng không thôi nên không lấy nữa đúng không Đấy, chúng ta chỉ lấy lớn hơn không thôi còn bằng không là không lấy nữa còn từ 7 trừ đi thì nó nó ấm rồi đấy vậy là chỉ có 1 đến 6 thôi đúng chưa 1 đến 6 thì chúng ta có 6 số. Đây, các số 8 nào. Thể tích của khối lăng trụ biết diện tích đáy và chiều cao. Câu này thì khá dễ đúng không? Vế của khối lăng trụ là bằng B nhân nhân h. Trong đó B là diện tích đáy. Đây. Vậy là bằng 2a a Con h là chiều cao bằng 3. Vậy là bằng 6 a mũ Đây. Nơi câu số 9 nào. Tập xác định đề của hàm số. À, Đây là hàm lũy thưa Các bạn thấy là có mũ alpha này. Là nguyên âm đúng không ạ? Alpha nguyên âm. Với suy ra điều kiện của chúng ta đó là fx x phải kháng khác không tương đương với x bình trừ 3x khác không và tương đương với là x khác không và ít kháng, kháng 3 ba đúng không ạ đây tập xác định của chúng ta là d bằng r khả không và ba ở à, thực ra thì bạn nào mà nhìn nhanh thì các bạn à, biết ngay là a thôi đúng không tại vì lại f(x) ít khả không thì chỉ gọi là đáp bạn a cao dạng đấy thôi ừ. rồi câu số 10 nào giải phương trình à, câu này thì đơn giản rồi đúng không phương trình mũ cơ bản và tương đương với là x bằng loga cơ số hai của ba đáp án là b đúng không có ba nào mà không nhớ thì các bạn cứ cán nữa thôi đúng không câu này là cứ cán như đây đây nhập về trái vào thôi đó là hai mũi đấy sau đó cán này à đối với cán thì các bạn nhập thằng này nó sẽ hơi khó này đây các bạn nhập nha đây này nhập loga cơ số 2 của 3 nó sẽ không được đúng không Nó sẽ chỉ cho chỉ chó nhập lốc thôi đấy Vậy trong trường hợp này các bạn nhập chúng như thế này đó là lốc của 3 chia cho lốc của log của 2. Đó. Được Thì nó sẽ bằng 3 này, thấy chưa? Đấy, với đáp án là B. Hiểu hiểu cách nhau không? Hoặc một cách nữa. Đó là các bạn uh, lưu thằng này vào A. Loga cơ số 2 của của 3. Đó. Các bạn lưu vào A này. Được chưa? Lưu vào A. Sau đó các bạn nhập này hai mũi x đúng không hai mũi x đấy sau đó cán này cán tay mày ạ tay a này đó nó bằng này đấy vậy là chúng ta có hai cái nhập ha nó có mấy mô nào à có mấy mô thì các bạn tự tính nhá thì phần này thì nhập vào cái thì nó bằng đó câu 12 này cho số phức z và số phức w bằng đây W này. Các bạn thay Z vào đây thôi. Nó thay thằng này vào, vào Z này. Vậy là Z là bằng 3 4 x cho 4 2y. Đấy, cộng trừ lại thôi. Đây các bạn lấy này. Thằng này này. Trừ thằng này này, đúng không? Vậy chúng ta được là 3 4 thì từ 1 này. Rồi, tiếp này. Lấy thằng này này. Cộng thằng này này, đúng không? trừ 4, 4 mà cộng 2 á, là bằng trừ 2 Ý giữ nguyên đó đáp án là a à, câu 13 nào trong không gian cho mặt phẳng p vẻ nào sau đây là vẻ tơ phạm tuyến mặt phẳng p à vẻ tơ phạm tuyến mặt phẳng là cả cái hệ số đi với x đi với y và đi với với z đúng không đây vậy là hệ số đi với x ở đây là 1 phần hai này đi với y là trừ hai này và đi với z là là một đúng không? Đó. Vậy vẽ tứ pháp tuyến của chúng ta là có một vẽ tứ pháp tuyến như thế này này. Các bạn nhìn vào đáp bảng các bạn thấy là không có đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ làm gọn đi một chút bằng cách là các bạn nhấn cho 2 này để cho nó mất màu đúng không? Nhân 2 thì chúng ta được là n nó sẽ có tọa độ là 1 phần 2 nhân 2 là được 1 này trừ 4 này và và 1 đúng không? À 2 chứ, xin lỗi. 1 nhân 2 thì bằng bằng 2. Đáp án là B. Đúng không? Đó. Câu 14. Nào? Trong không gian cho ba điểm A, B, C, tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác này là hình bình hành. Đây các bạn vẽ hình ra này. Đây vẽ hình bình hành ra nhé. A này, B này, C và D. Thì các bạn thấy để tứ giác là hình bình hành á thì nó phải thỏa mãn hai điều kiện Điều kiện thứ nhất đó là AB bằng D DC và AB song song với D DC, đúng không ạ? Vậy từ đó chúng ta suy ra về tơ AB nó phải bằng về tớ DC. Đúng không? Hai về tớ bằng nhau thì độ dài nó sẽ bằng nhau và nó phải cùng hướng. Đấy. Mà hai về tớ cùng hướng thì giá của chúng sẽ song song với nhau, Rồi vậy bây giờ các bạn đặt D có tọa độ là x Y và Z Vẻ tư đỏ chúng ta sẽ có Vẻ tư AB này Thì lấy B trừ A 2 trừ 1 bằng 1 này Rồi à, Trừ 3 đúng không 3 trừ, trừ 1 Vậy là bằng 4 này Đó Còn vẻ DC này DC lấy C trừ D thôi C này trừ D này Vậy là trừ 3 Trừ X 5 trừ, trừ Y Và z trừ à, 1 trừ z đấy mà hai vẻ tờ bằng nhau khi và chỉ khi x bằng x, y bằng y và z bằng z đúng không? vậy ta có này vẻ tờ AB bằng vẻ tờ CD khi và chỉ khi đây chúng ta sẽ có cái hệ này x bằng x này đúng không? đó vậy là à, các bạn viết cái này trước này từ ba này từ x này bằng bằng một này đúng không? Đó, tương tự như vậy chúng ta có 5 trừ y này bằng trừ trừ 3 này và 1 trừ z bằng 4. Đấy giải ra chúng ta tìm được x y z thôi. x là bằng à uh, trừ 3 trừ 1 trừ 4 đúng không? trừ 4. y là bằng y là bằng trừ uh, trừ 8. Đúng không? z là bằng à y bằng 8 nhé, xin lỗi bằng 8 nhé. Z là bằng bằng uh, trừ 3. Đó. Vậy là suy ra tọa độ điểm D của chúng ta đây là trừ 4 8 và trừ 3. Đấy. Đây đúng không? Đáp án D. Rồi, câu 15 nào. Trên mặt phẳng tọa độ tập hợp điểm biểu diễn của số phức Z thỏa mãn điều kiện là đường tròn tâm y bán kính R. Ở câu này thì các bạn làm như thế này. Đầu tiên là các bạn đặt cho thôi. Đặt Z bằng x cộng y Đó. Sau đó các bạn thay vào đây này. Và biến đổi nó một tí, đúng không? Vậy là suy ra này, sao sẽ tương đương này. x cộng y à mô đun nhé. Cộng nhỏ 2 trừ 5y bằng 6, đúng không? Rồi biến đổi một chút nữa này. Vậy là bằng mô đun của x cộng 2. Đấy nhỏ mai thằng này lại. Cộng nhá, các bạn đặt ý làm nhân từ chung thì chính là bằng ý trừ 5. Đấy, thư số cho y bằng 6. Đúng không? Rồi, mô đun của thằng này á thì chính là bằng căn bậc 2. Của phân thức bình và là x cộng 2 tất cả bình. Cộng với phân ảo bình đó là y trừ 5 tất cả bằng nhỏ bằng 6. Rồi cả bạn bình phương hai về thì chúng ta được là x cộng 2. Tất cả bình. Cộng nhỏ y trừ 5. Tất cả bình bằng 6 bình. Đúng không? Rồi bây giờ tìm tòa đồ tấm này. Tòa đồ tấm thì nó giống như là câu số 2 thôi. Nhưng mà ở đây là chỉ x y thôi. Không có z đúng không? Đấy. Vậy là tòa đồ tấm thì các bạn lấy cả cái số phía 6 này này. Nhưng mà nhớ là các bạn đổi dấu lại nhá Vậy tọa độ tầm y này ở đây là trừ hai đúng không nó đổi dấu lại nhá và 5 được chưa còn r là bằng cắn của vế ở à, vế phải nhá vậy là bằng cắn của 6 binh này vậy là băng. bằng sáu Nào. đáp án là là gì nào đây đúng không b này Đó. có mấy sáu nào Đường thẳng nào dưới đấy là tiềm cân ngang của đô thị hàm số. À, đây là hàm phân thức bằng 1 trên 1 vì vậy tiềm cân ngang này. Y bằng đúng không ạ? Vậy là hai thằng này là bỏ cho thầy này, Tiềm cân ngang thì nó phải là y bằng nhá. Y bằng bao nhiêu? Đó là hệ số đi với y cơ trên tử này. Chia hệ số đi với y dưới mẫu. Đó, vậy là bằng 3 phần phần 2, đáp án là C. Rồi có mấy bài nào? Cho khi đó thằng này bằng ở ờ, câu này thì các bạn cứ cho A bằng A bằng 3 này. Sau đó các bạn thay vào đây và các bạn tìm B, đúng không ạ? Vậy suy ra B này. Ba. Tìm thì chúng ta sẽ dùng cái chức năng xịp số thôi. Đây, loga cơ số 3 của B này, B lên nhập là nhập lại x nhá. Chuyển 3 sang này thì thành là trừ -3 đúng không? Trừ -3 này, xịp số này. X bằng bao nhiêu cũng được, đúng không? Rồi kết quả là x bằng 27, vậy là B bằng 27 này ô câu này hình như quen quen nha có khi là trung à rồi tương tự tư chúng ta thay a vào đây này và chúng ta tìm c này đúng không c bằng này loga cơ số 3 của c c là x này rồi chuyển từ hai sang là thành công hai đúng không xịp số này Lê để các bạn lưu lại like này đấy là bằng một phần chín đúng không 1 phần 9 Nào, từ đó chúng ta thay vào đây đó suy ra này loga cơ số 3 của A là 3 mũ 3 này B là 27 bình này nhân cắn của 1 phần 9 hãy đáp án bao nhiêu tư tính đúng không đây loga này cơ số 3 này của 3 mũ 3 này nhân nhau 27 mũ 2 này nhân cho căn bậc 2 gồm 1 phần 9 rồi bậc 8 đáp án là à. rồi có 18 nào bảng biển thiên trong hình vẽ dưới đây là bảng biển thiên của hàm số nào thứ nhất là các bạn thấy đây là hàm bậc 4 trung phương này đúng không đây đô thi của nó như thế này đúng không đấy là hàm bậc 4 trung phương và nó có nhánh ngoài cung đi lên này đúng không nhảy ngoài cùng đi lên, vậy là a dương này, đó a dương, vậy là đáp án này này, với đáp án này là bò này, đúng không. thứ hai là các bạn thấy là có ba điểm cực kỳ, đúng không, ba điểm cực kỳ, tức là a b phải trái dấu, vậy là thằng này a b cùng dấu bò này, đấy các bạn thấy là a đây dương b ở đây cùng dương, đúng không, đó, vậy đáp án là d thôi, rồi có mấy chín nào. trong không gian cho đường thẳng điểm nào dưới đây thuộc d, Câu này thì các bạn cứ cán cho thầy nhé. Đầu tiên là các bạn nhập cái này vào này. Đấy. Đây x 2 ở x 1. Trên 2 này. Rồi bằng thì các bạn dùng cái dấu hai chấm này, không nhập bằng nhá. Đó hai chấm này. Rồi y trên 1. Rồi tiếp là dùng cái dấu hai chấm nữa này. Đấy. Rồi là z cộng 1 trên 2. Z này. À phân số trước. Thế này. rồi bây giờ các bạn cán và các bạn thử thôi cán tại từng điểm này này và nếu như điểm nào mà cho thằng này bằng thằng này bằng thằng này thì suy ra điểm đấy là thỏa mãn đúng không tức là nó sẽ thuộc còn nếu như nó khác nhau thì nó sẽ không thuộc vậy cán như thế nào ở đây các bạn cán là x bằng bằng ba này y bằng một này và z bằng bằng một đúng không theo thứ tư như vậy thôi cán này x là bằng 3 này y là bằng một này z bằng một này rồi bây giờ các bạn kiểm tra này. Cái đầu tiên bằng 1 này, cái thứ hai cũng bằng 1 này, cái thứ ba cũng bằng 1 này. Mới suy ra là nó thuộc cơ Đúng không? Điểm này đấy. Điểm nào dưới đây thuộc đúng không? Thỏa mãn là thuộc, còn không thỏa mãn thì nó không thuộc. Rồi câu 20 nào. Trong mặt phẳng cho 15 điểm phân biệt, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng, số tam giác có các đỉnh là ba trong số 15 điểm đã cho bằng bao nhiêu để lâm một tam giác thì chúng ta phải lấy ra là ba lấy ra ba điểm đúng không điểm từ mấy ạ à? từ 15 điểm đấy và theo bàn thì nó có sắp xếp hay không nếu như có sắp xếp thì chúng ta sử dụng là chỉnh hợp đúng không sắp xếp này thì suy ra này là a3 của 10 15 đúng không? Còn không có sắp xếp. Thì dùng tổ hợp đó là c3 của 10 15. Và quan trọng là có sắp xếp hay không, đúng không? À đối với những cái bài toán liên quan đến hình học á thì việc sắp xếp hay không nó sẽ phụ thuộc vào cái tính chất. Nhá. À, có nghĩa là trên D thì nó không không nói đến tư sắp xếp, nhưng mà có thể là bản chất của nó sẽ có tính sắp xếp. Hiểu không? đấy vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử sắp xếp xem thử nó có mang lại ý nghĩa gì hay không nếu như nó không mang lại ý nghĩa gì cả thì bài toán đó không có tính sắp xếp nha đây à, các bạn lấy ra giả sử là tam giác ABC bây giờ các bạn đảo lại thành là tam giác BCA tức là chúng ta sắp xếp thay đổi vị trí giữa ABC đấy đúng không BCA thế các bạn thấy là hai tam giác này nó có khác nhau không à, không đúng không nó vẫn là cái tam giác đấy Chúng ta chỉ thay đổi cách gọi thôi Còn tam giác là nó vẫn giống nhau Đây tam giác ABC Thì bây giờ BCA thì nó vẫn là nó thôi Đúng không? Vậy là trong trường hợp này các bạn thấy là Việc sắp xếp nó không mang lại ý nghĩa gì cả à, Tức là bài toán của chúng ta không có tính sắp xếp Nha Đấy. Vậy ở đây phải là C3 của 10 15 Hiểu không nhỉ? Đấy Còn ví dụ như thế này Nó hỏi là Cái bài toán như thế này nhá Thay hướng dẫn cho các bạn luôn này Ví dụ như là nó bảo là À, chúng ta lập được bao nhiêu vectơ? Lập được bao nhiêu vectơ? Đúng không? Để lập một vectơ thì chúng ta lấy hai hai điểm đúng không? Lấy hai điểm trong 15 điểm. Đó. Nhưng mà có tính sắp xếp hay không? Thì bài này nó lại có. Nhá, nó lại có tại vì sao ạ? tơ AB và bây giờ chúng ta sắp xếp lại thì nó sẽ khác về tớ b về a à? đúng không hai cái nó hoàn toàn khác nhau một cái điểm cuối là b còn một cái điểm cuối là a đó vậy là d nó không nói đến sắp xếp nhưng mà bản chất của bài toán nó lại có tính sắp xếp vậy trong trường hợp này các bạn phải phải sử dụng trình hợp đó là a 2 của 10 15 hình dung được không đó rồi câu 21 nào cho hình chóp abcd có đáy ABCD là hình thoi cạnh A góc BAD bằng 60 độ. Đây góc này các bạn này. À vậy là tam giác ABD là tam giác đều, đúng không? Tại vì này. Tam giác ABD thì có cạnh AB bằng cạnh cạnh AD, đúng không? Vì nó là cạnh bình mà. Đấy. Vậy là suy ra nó phải là tam giác cân, đúng không? Vì có hai cạnh bằng nhau này. Mà tam giác cân mà có một góc bằng 60 độ nữa thì suy ra nó là tam giác đều vậy là từ đó chúng ta suy ra là BD cũng bằng A luôn đúng không à, đối với những bài này thì các bạn cứ nên cho A bằng 1 nhé cho A bằng 1 để chúng ta tính cho nó nhanh rồi tiếp nào gọi ý là giao điểm của AC và BD đây ý này hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng ABCD là trung điểm hạt của đoàn BI đây các bạn nhìn vào hình này đó Góc giữa SC và mặt phẳng ABCD bằng 45 độ. SC này và mặt phẳng ABCD. Vậy chính là bằng cái góc này các bạn này. Đúng không? À, vừa rồi thầy đã có một cái video liên quan đến góc và khoảng cách. Đúng không? Thì thầy đã có hướng dẫn rất kỹ về cái việc là xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng đó. Nè, nên là ở đây thầy sẽ không nói lại nữa. Bạn nào không hiểu thì các bạn xem lại cái video đấy, đúng không? Rồi, chúng ta tính thể tích của khối chóp ABCD Để tính được thể tích á thì chúng ta phải áp dụng công thức đó là V bằng 1/3 B nhân nhân h, đúng không? Trong đó B là diện tích đáy, tức là diện tích của hình thoi ABCD. Đó. Còn h ở đây thì các bạn thấy chính là S SH này. Đúng không? Vì h là chiều cao của hình chóp mà hạt là hình chiều vuông cao của S lên lên mặt phẳng đáy thì suy ra chiều cao của nó chính là SH thôi đầu tiên là chúng ta tính uh, diện tích đáy trước đúng không? đây chúng ta chia ra từng cả chúng ta tính nó b này thì bằng uh, diện tích đáy tức là diện tích của hình thoi abcd đúng không? diện tích hình thoi thì chúng ta có hai cách tính cách thứ nhất đó là các bạn uh, lấy tích của hai đường chéo tức là ac nhân với bd nha. còn cách thứ hai thì các bạn thấy này diện tích hình thoi abcd thì nó chính là bằng hai lần diện tích tam giác abd đúng không? Đấy bằng hai lần này Diện tích tam giác ABD Mà tam giác này là tam giác đều Lúc đầu nói rồi đúng không Vậy là bằng 2 lần này Diện tích tam giác. Giác, giác, giác đều á Thì chúng ta tính bằng cách đó là uh, à, cạnh bình phương Nhân căn 3 trên Trên 4 Đúng không Mà cạnh của chúng ta bằng 1 này Đấy bằng 1 Vậy suy ra là, là 1 bình thì bằng 1 Vậy là bằng căn 3 trên 4 đúng không Căn 3 trên 4 Vậy kết quả là bằng căn 3 trên Trên 2 rồi xong nha. Bây giờ tìm hạt này. Đó, vấn đề thứ hai là tìm hạt này. Hạt chính là bằng S hạt đúng không? Mà chúng ta muốn tìm S hạt đó, thì các bạn sẽ được thấy tam giác đó là S hạt C. Tam giác này vuông tại hạt đúng không? Có góc này là bằng 45 độ rồi. À vậy suy ra tam giác S hạt C là tam giác vuông và cân. Cân tại hạt. Đúng không? Đây này. Tam giác mà có góc này vuông á. Thì suy ra tổng hai góc này là bằng, bằng 90 độ. Đúng không? Mà góc này bằng 45 độ rồi Thì suy ra góc này cũng bằng 45 độ Đúng không? Thì công là nó mới bằng 90 độ Đấy Vậy là hai góc này bằng nhau thì suy ra là cạnh này bằng cạnh này Tức là tam giác này là tam giác cân Đúng không? Vuông và cân Vậy là từ đó chúng ta suy ra là hạt SH bằng hạt C Đúng không? Vậy bây giờ chúng ta đi tìm hạt C thôi Nha, đây này Xe tam giác này SH SHC này, tam giác này vuông tại hạt này và có góc này SCH bằng 45 độ Tôi suy ra này tam giác này SHC vuông cân đáy tại H đúng không? Tôi suy ra SH bằng hạt H HC đấy rồi bây giờ chúng ta đi tìm HC này để tìm HC thì các bạn sẽ được thay tam giác này đó là hạt IC đây sẽ tam giác hạt IC tam giác này vuông thái vuông thái y đúng không tại vì hình ABCD là hình thoi thì hai đường chéo nó sẽ cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và nó vuông góc với nhau hiểu không đấy vậy là góc này là góc vuông này vậy từ đó chúng ta suy ra hạt C bình thì bằng y hạt bình cộng nhóm IC binh. Đấy, vậy là chúng ta phải tìm được IC nữa, đúng không? Để tìm IC thì các bạn sẽ trở thành tam giác này. Tam giác đó là uh, BIC. Tam giác này vuông tại vuông tại y đúng không? Chúng ta có IB thôi, đúng không? IB là bằng một nửa BD đó. Vậy từ đó suy ra này, IC này, bình này bằng này IB bình. À đâu? CP bình nhé CP bình trừ đi à, IP bình đúng không vậy là bằng này CP á thì là bằng 1 đúng không 1 bình bằng 1 này còn IP á thì nó bằng 1 nửa của BD mà BD là bằng 1 đúng không đấy vậy là bằng 1 2 mà bình phường lên là bằng 1 4 vậy là bằng bằng 3 phần 3 phần 4 với suy ra IC bằng căn 3 trên trên 2 đấy vậy chúng ta suy ra này H C bình chính là bằng này yHt y hạt y là bằng 1 nửa của 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 ib đúng không mà ý bé thì bằng 1/2 Vậy là 1 nửa của 1/2 chính là bằng 1/4 1/4 mà bình phương lên á là bằng 1 một phần 1/8 một phần đúng không một... à, xin lỗi 1/ B6 cộng với yEC bình thì chính là bằng uh, căn 3 trên 2 mà bình phương lên là bằng 3/4 rồi bằng này. 1 phần 16 cộng nhỏ 3 phần 4. Kết quả là bằng 13 phần 16 với cán thăng này. Đây. Vậy là bằng 13 này. Phần 16 này. Suy ra hạt C. Bằng cán 13. Trên. Đến Trên 4. Rồi, vậy chúng ta thay vào đây thôi. Hạt C này chính là bằng bằng S hạt đấy, đúng không? Vậy thay vào đây này. 1 phần 3 này. B là bằng căn 3 trên 2 này. Nhân này. À, S hạt là bằng căn 3, căn 13 trên 4. Và kết quả này. Đây, nhân nhớ. Căn 3 trên 2. Rồi, nhân tiếp cho. 1 oh, phần 3 Vậy là căn 39 đến 24 Căn 39 đến 24 Đây đáp án là C Đúng không? Rồi câu tiếp theo nè Tính đầu ham có ham số à, Tính đấu ham chúng ta bấm máy nhé bạn nào nhớ công thức thì các bạn cứ làm theo công thức. Đây bước 1 này. Chúng ta tính đau hàm trước đúng không? D trên DX này. Cuối hàm số này. Tại x bằng bằng 3 này, xem thử bằng bao nhiêu. Đây. 3 mũ 1 trừ 2x tại tại 3 này. 9,04 x 10 mũ trừ 3 hơi xấu nhỉ gần bằng nhé sắp xỉ Đấy. rồi bước thứ hai này đó là chúng ta thay x bằng 3 vào đáp án Đấy, đáp án nào cho kết quả chung với thằng này chúng ta chọn đúng không thay thế các bạn nhập vào các bạn cán đi ô oh ra yeah. đây thử á nhá nhập là ba mũ một trừ hai x đây nhân lên ba rồi can tài bán này không phải đúng không rồi chúng ta chọn những đáp án mà nó gần gần tương đồng chúng ta thử nhá thử thằng này này thêm trừ hai vào nữa đúng không rồi can tài ba này đúng rồi đáp án là à đâu c đúng không đấy đấy các bạn thấy là kết quả trung khớp này đúng không rồi câu 23 nào cho ham số có bảng biến thiên nhưng vậy mệnh đề nào dưới đấy là đúng hàm số nghịch biến đến khoảng âm 1 đến 3. Âm 1 đến 3, không phải đúng không? 3 thì nó lớn hơn 1, tức là nó nằm ở đâu đấy nè. Từ ấm 1 đến 3 thì chúng ta thấy là y phẩy vừa âm này vừa dương này. Tức là vừa đồng biến vừa nghịch biến rồi, đúng không? Đấy, hàm số đồng biến đến khoảng âm 1 đến dương vô cùng. Âm 1 đến dương vô cùng thì nó cũng vậy đúng không? Đây này, âm 1 này, đến dương vô cùng này. Y phẩy vừa âm này vừa dương này. Đúng không? Ở suy ra đồng biến thì nó sai thôi hàm số nghịch biến trên khoảng ấm -1 đến 1. Ấm -1 đến 1 đúng đúng không? Đấy. Ấm -1 đến 1 ý phải chúng ta mang dấu âm này, vậy suy ra nó nghịch biến là chính xác. Ok. Rồi. Câu 24 nào. Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy r 2 và đường sinh. Đây S xung quanh này, câu này quá dễ thôi. Chỉ cần nhớ công thức là chúng ta làm được thôi, đúng không? s e xung quanh là bằng 2 pi nhân r nhân s e, l. Vậy là bằng 2 này. Pi này nhân r là nhân nhân 2 này. Nhân l là nhân 3 này. Vậy là bằng mấy ạ? 12, 12 pi. Đoạn là d này. Rồi câu 25 nào. Câu 25 đó là tích phân nổi tiếp đúng không? Đây, từ 1 đến 2 này. Sau đó 2 đến 5 này, thì bằng 1 đến 5 đúng không? 1 đến đến 2 này, rồi đến 5 này. Đấy, tích phân nổi tiếp. Vậy chúng ta có này, tích phân từ 1 đến 5. Thì nó sẽ bằng tích phân từ 1 đến 2. Cộng cho tích phân từ 2 đến, đến 5. Đúng không? Tích phân từ 1 đến 2 người ta cho là bằng 3 này. Tích phân từ 2 đến 5 là bằng trừ 1. Vậy 3 trừ 1 thì bằng, bằng 2 đáp án là C. Đấy. <laughs> Rồi câu 26 nào. Cho cấp số cộng U1 bằng 2 và cộng sai D bằng trừ 4 tính U4. Đấy, câu này thì các bạn nhầm cũng được. Nếu mà không nhớ công thức thì nhầm cũng được. Tại vì là U4 thì nó khá là, là là, là, nhanh đúng không? Đấy, U1, U2, U3, U4 chúng ta tính rất nhanh thôi. Thì cấp số cộng thì các bạn cứ nhớ là UN cộng 1 bằng UN cộng với D. Đấy, tức là số an đường 6 bằng số an đường trước cộng với một số không đổi đúng không? Và từ đó chúng ta suy ra U2 thì bằng U1 cộng D đúng không ạ? Đó, thay vào U3 thì bằng U2 cộng D. U4 thì bằng U3 cộng cộng D. Thế thôi. Và thay vào này, U1 là bằng bằng 2 này. Cộng với D là trừ -3 đúng không? Trừ -3 vậy là bằng trừ -1 này. Rồi, U2 là bằng trừ -1 này cộng với trừ -3 này. Đấy, vậy là bằng trừ 4 này. Rồi, trừ 4 này, trừ về 3 này, bằng trừ trừ 7. Đáp án là à. Đó là không nhớ công thức đúng không? Con nhớ công thức thì tất nhiên là nó sẽ nhanh hơn thôi. Chúng ta có cái công thức tính số hàng tổng quát này, đó là UN thì bằng U1 cộng với N trừ 1 nhân D. Vậy là U4 thì bằng U1 cộng cho 4 trừ 1 là 3 nhân D. Vậy thái 3 chúng ta được này U1 là bằng 2 này Cộng với 3 nhân nhó Trừ 3 Đấy vậy là bằng này 3 nhân trừ 3 là bằng trừ 9 Trừ 9 cộng 2 thì bằng trừ 3 Đấy đáp án là A Ok chưa Rồi câu bài này Tính Nguyên Ham Rồi bấm máy nhá Bước 1 này Tính F của của 3 Đấy F của 3 thì thái 3 vào đây Vậy là bằng 3 này Trừ cho sinh của 2 nhân 3 là bằng 6 Các bạn nhớ là đưa với chữ rơ nhé 3 trừ cho sinh của 6 Rồi 3,27 xấp xỉ 3,27 9 4,1 Rồi bước thứ hai này Bước thứ hai đó là tính đầu hàm d trên dx của đáp án này. Tại đâu ạ? Tại x bằng bằng 3 này. Kết quả nào trung của thằng này thì tròn đúng không? Rồi bây giờ thử từng đáp án một thôi. x bình trên 2 trên 2 cộng nhau cột 2x. Đấy, tại 3 này. Đúng không không phải đúng không rồi thằng nào gần đúng hơn đó, thì chúng ta sửa thôi thằng này này đúng không thằng này chúng ta chỉ gần là thêm 1 phần 2 nữa đây thêm 1 phần 2 vào ui da đây thêm dòng nhân này 1 đến 2 này đó các bạn thêm dòng nhấn để khỏi nó nhảy nhá khỏi nó nhảy Đúng không? Con này là giữ là nguyên này, rồi ấn băng này. 3,27. Khớp đúng không? Kết quả hoàn toàn khớp với thằng này này. Đúng chưa? Với đáp án là C. Rồi câu 28 này. Cho hàm số y bằng f(x) có đô thị nhưng vẽ. Hàm số thì tuyệt đối f(x) có bao nhiêu điểm cực đại? À câu này cũng khá là dễ ha. Các bạn dựa vào đô thị của hàm số f(x) này các bạn vẽ ở thay đồ thị của hàm số trị tuyệt đối fx bằng cách như thế này đó là các bạn lấy cái phần mà phần ấm á, phần ấm của đồ thị á, nha à, tức là phần mà nằm dưới trục ox này các bạn lấy đồ xứng qua trục ox đây cái phần này này Ồ, hơi khó vẽ nhỉ đây phần này <laughs> vẽ nó hơi xấu nhé tên tên cái kính này nó khó vẽ quá đó phần này này phần mà nằm dưới trục ox các bạn lấy đồ xứng lên Đổi xứng lên quá trụ của ích đây thay vậy lại này thì chúng ta đổi xứng lên chúng ta đường này phần này mà đổi xứng lên á thì chính là thang này đúng không đây đổi xứng lên nó như thế này đó tương tự bên này cũng vậy đúng không đó vậy thì đồ thì của ham số f(x). x à, vậy thì đồ thì của ham số thì tuyệt đối áp x á chính là thang này này đó từ đây đi xuống này sau đó đi lên này phần một sánh đấy đó phần màu xanh chính là đô thị của hàm số tỷ tuyệt đối fx vậy các bạn nhìn vào đó thì các bạn thấy là nó có bao nhiêu điểm cực đại thôi đúng không một điểm này hai điểm này ba điểm đúng không đáp án là d đúng chưa rồi câu hai chín nào giá trị lớn nhất của hàm số giá trị lớn nhất thì chúng ta có thấy bô thôi nhưng mà ở đây các bạn thấy này ở đấy người ta không sẽ trên một đoàn nào cả đúng không À, tức là chúng ta đang đi tìm giá trị lớn nhất của hàm số này trên tập xác định đó vậy bạn nào mà tìm được tập xác định á, thì các bạn căn cứ vào tập xác định để các bạn chọn cái giá trị bắt đầu và chọn giá trị kết thúc đúng không còn nếu như bạn nào mà không biết thì các bạn cứ để như thế này cho thay đây thầy bô này nhập cái hàm số này vào căn bậc hai của 4 x trừ x bình đấy nếu mà không biết tập xác định thì các bạn dùng máy tính các bạn kiểm tra luôn các bạn để bắt đầu cho thầy là từ âm 9 đến 9 Bước là bằng 1 Rồi các bạn kiểm tra thầy xem thử nó tính được trên cái khoảng nào à, Trên đoạn nào chứ đó. Đấy là từ 0 này là nó tính đường này đúng không Từ 0 đến 4 Đó. Nhưng mà để cho chắc á thì các bạn nên lấy khoảng thôi, đó là từ âm 1 trở đi nha, từ âm 1 trở đi đến mấy ạ? đến 5. Đó. Vậy là nó tính được trên khoảng là âm 1 đến 5. Còn bạn nào mà 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 đoán được á, thì chúng ta sẽ đoán ngay được là cái đoàn của chúng ta là từ 0 đến 4 rồi đúng không đấy nhưng mà không đoán được á thì tốt nhất là các bạn cứ để thay là từ âm 1 đến 5 nhá đó từ âm 1 đến 5 bây giờ các bạn cho lại này bắt đầu là từ âm 1 đến 5 này nó bước từ các bạn để theo công thức có 5 trừ cho trừ 1 với là 6 chia 29 rồi bây giờ các bạn kiểm tra thay xem từ số lớn nhất là số nào đang tăng đúng không? Với số lớn nhất là hai đấy, đúng không? Nó tăng đến 1,9999 thế nó nó giảm này, đúng không? Đấy, với số lớn nhất là hai, đáp án là B. Đúng không? 1,99 đấy. Rồi, có 30 nào. Khoảng nghịch biến của hàm số à, gặp những câu như thế này thì các bạn mới thầy là bấm máy là chân ải này đúng không tại vì thằng này mà chúng ta đi tính đâu ham thì nó hơi lâu một chút thực ra thì vẫn vẫn tính được nhưng mà nó hơi lâu tí thôi đúng không lâu hơn là ham đã thức nên là thằng này chúng ta đi bấm máy nhá bấm máy thì chúng ta cùng thấy bô thôi đây menu tám này nhập hàm số này vào căn bậc hai của hai x này từ cho x bình bây giờ bắt đầu vào kết thúc này à, thông thường thì chúng ta để từ âm 9 đến 9 bước bằng 1 đúng không ta với số nguyên hết đây đấy đáp án các bạn thấy là số nguyên hết này nhưng mà trường hợp này thì chúng ta lại không để được như vậy đúng không tại vì các bạn thấy này nó có khoảng 1 đến 2 đấy hai thằng này là hai số nguyên liên kề nhau nếu như chúng ta để âm 9 đến 9 và bước bằng 1 đó thì nó sẽ nhảy từ 1 đến 2 luôn vậy thì trong khoảng 1 2 này chúng ta không biết là nó tăng hay nó nó giảm đúng không rất khó nên là trong trường hợp này các bạn để cái đoàn cho thay là nó hẹp hẹp một chút ha bằng cách như thế này các bạn thấy số nhỏ nhất là số mấy ạ à? số 0 này và số lớn nhất là số 2 đúng không vậy chúng ta chọn cái đoàn nào mà trừ được hai số đó là được ha. vậy chúng ta sẽ chọn cái đoàn đó là âm 1 đến đến 3 ok chưa rồi bắt đầu là âm 1 này kết thúc là 3 này bước thì các bạn để theo công thức cũng được theo công thức thì chúng ta lấy gần đúng đúng không nhưng mà để dễ nhìn thì các bạn có thể là để bước là 0,1 hoặc là 0,2. Đấy tại vì là số nguyên thì để những bước như thế này nó sẽ ra số nguyên. Các bạn thử là 0,1 đi xem được tính được không? Được đúng không? Được thì chúng ta kiểm tra này. Đây từ nó tính được là từ x bằng 0 này. Từ 0 nên nó nó đang tăng đúng không? Chúng ta tìm khoảng nghịch biến tức là tìm cái khoảng giảm thôi, khoảng tăng thì chúng ta bỏ nó đi tăng lên 0,86, 0,9, 0,97. Đây, tăng lên đến 1 thì nó giảm xuống này. Đúng không? Nó giảm đến đâu? Đây, là giảm đến không luôn, đúng không? Đây, vậy là nó giảm đến khoảng này này. Các bạn thấy này, từ 1 này, nó giảm V này, đúng không? Và nó đạt 1 này, tại, tại x bằng 1 luôn này. Vậy là nó giảm từ 1, x bằng 1 đến x bằng mấy ạ? X bằng 2, đúng không? Đấy x bằng 1 đến x bằng 2 thì fx nó giảm vậy là đến khoảng 1 2 nó sẽ nghịch biến này. Hiểu không? Đó. Rồi có 3 1 nào. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau. À, câu này là cầu vương thư thôi. Đáp án là B này. Đúng không? Thằng này thì sai này, đúng không? Ở đây nó công thì nó mới đúng này. Còn logarit cơ số A của 1 thì nó bằng bằng không này đúng không bằng a thì nó sai này thằng này có nghĩa với mọi x lớn hơn x lớn hơn không này đấy còn có nghĩa với mọi x lớn nó sai còn không thì các bạn thử cũng được nhưng mà thử thì hơi lâu đúng không đấy. thử thì các bạn cứ cho a bằng à, a bằng 3 này có x y thì các bạn cho x bằng bằng năm y bằng bằng bảy thay vào các bạn thử thôi nếu như bằng nhau thì nó đúng đúng không không bằng nhau thì nó sai đó cách thử là vậy nhưng mà thử thì nó lâu câu này thì công thức những cái công thức uh, chúng ta thường sử dụng ấy đấy là thay nghĩ là bài nào nhớ rồi câu bài hai nào cho khối lăng trụ có đáy ABC là tam giác đều cạnh A hình chiếu vuông góc của A phẩy lên mặt phẳng ABCD trùng với cạnh à, trung điểm cạnh AC đây các bạn quan sát vào hình này hạt là hình chiếu vuông góc của A phẩy lên mặt phẳng ABC và nó chính là trung điểm của AC đúng không ạ? Đường thẳng A phẩy A tạo với mặt phẳng ABC một góc là 30 độ. Đường thẳng A phẩy A phẩy B chứ A phẩy B tạo với mặt phẳng ABC một góc 30 độ, chính là góc này các bạn này. Đó, góc này này. Góc này bằng 30 độ. Tức là góc A phẩy B hạ đấy. Đúng không? Tại vì hạt là hình chiều vuông góc của A phẩy lên mặt phẳng ABC, đúng không? Thì suy ra là B chính là hình chiếu vuông góc của A phẩy B lên mặt phẳng ABC. Đấy. Nên là góc của chúng ta chính là góc này, đúng không? Rồi chúng ta có gì nữa? Gọi alpha là góc giữa hai đường thẳng AB và CC phẩy AB. Đâu? AB và CC phẩy. Đúng không? Giữa hai đường thẳng này này. Thế các bạn thấy này, CC phẩy nó song song với A, A phẩy, đúng không? Đây này C, C phẩy song song với A, A phẩy Được chưa? Được rồi Vậy thì suy ra này Góc giữa AB Với C, C phẩy Chính là bằng góc giữa AB Với A, A phẩy Đúng không? Đấy. Vậy góc chúng ta cần tính là góc này này Góc này chính là góc alpha này Vậy để tìm được alpha Thì các bạn sẽ trở thay tâm giác AB, A phẩy và chúng ta dùng định lý cosin nha rồi vậy là chúng ta có gì nào chúng ta có AB là bằng A rồi này các bạn cứ cho A bằng một nhá vậy AB là bằng một này vậy các bạn phải tính được cho thầy A phẩy bằng bao nhiêu và A A phẩy B bằng bao nhiêu đúng không đầu tiên là các bạn tính cho thầy A này để tính A phẩy á thì các bạn phải xét tâm giác đó là a phẩy a hạt tam giác này vuông tại hạt đúng không vậy chúng ta phải tìm được a phẩy hạt nữa đúng không phải tìm a phẩy hạt trước vậy tìm a phẩy hạt này thì các bạn sẽ được thấy tam giác này đó là a phẩy b hạt tam giác này vuông tại vuông tại hạt đúng không đấy vuông tại hạt thì suy ra này có góc này HB hạt hạt B là chưa có và chúng ta phải đi tìm hạt B trước hơi lo ngoan nhỉ đây tìm hạt B thì các bạn lại sẽ trở thành tâm giác này đó là AB AB hạt tâm giác này vuông tay vuông tay hạt đúng không AB bằng 1 A hạt bằng 1 phần 2 và từ đó suy ra B hạt bình chính là bằng AB bình trừ đi A hạt bình vậy là bằng này 1 bình trừ đi 1 phần 4 đúng không? Vậy là bằng 3 phần 4. Vậy là B hạt bằng căn 3 trên trên 2. Rồi. Vậy chúng ta có cạnh này có có cạnh hạt B và có góc này. Và chúng ta muốn tìm cạnh này ấy, thì chúng ta dùng tan đúng không? Đấy, tan của 30 độ. Tan thì đi uh, xin đi học cột không hư tan đoàn kết. Tức là bằng đối đến kê vậy là bằng a phẩy hạt trên kê đó là H HB Vậy từ đó suy ra A phẩy H bằng HB Nhân tán qua 30 độ Vậy là bằng HB thì bằng Bằng căn 3 trên 2 Nhấn nhỏ tán 30 độ bằng mấy Đây Tán qua 30 độ Căn 3 trên 3 vậy là nhân với căn 3 trên 3 vậy là bằng 1 trên căn à, 1 trên 2 đúng không 1 trên 2 rồi có a hạt rồi thì bây giờ chúng ta quay lại chúng ta tìm uh, a a phẩy này để tìm a a phẩy thì các bạn sẽ được thay tam giác này đó là a hạt a phẩy tam giác này vuông tay vuông tay hạt với từ đó suy ra này a a phẩy bình chính là bằng a hạt bình cộng nhỏ hạt a phẩy bình đúng không? Vậy là bằng này. A hạt thì bằng 1/2 mà bình phương lên là bằng 1/4. Cộng nhỏ à hạt a phẩy thì nó cũng bằng 1/2 đúng không? Bình phương lên bằng 1/4. Vậy là bằng bao nhiêu ạ? Bằng 1/2 1 phần 2 thì suy ra A A phẩy sẽ bằng à, 1 trên cắn Cắn 2 Rồi Bây giờ tìm A phẩy B này Tìm A phẩy B thì các bạn lại dưa vào tâm giác Đó là hạt B A phẩy Đây là xét tâm giác này được thôi xét tam giác đó là hạt B A phẩy Tâm giác này vuông thái Vuông tay hạt đúng không? chúng ta có cành này rồi có cành này rồi thì chúng ta hoàn toàn tìm được hẳn à, tìm được ba phẩy Nên suy ra này b, A phẩy bình chính là bằng hạt b bình cộng nhỏ a phẩy hạt bình đúng không ạ vậy là bằng này hạt b đây bằng căn 3 đến 2 mà bình phương lên là bằng 3 phần 4 cộng nhỏ a phẩy hạt a phẩy hạt chính là bằng 1 phần 2 đúng không mà bình phương lên là bằng 1 phần 4 Vậy là bằng 4 phần 4 Vậy là bằng 1 đúng không Vậy suy ra B A phẩy bằng, bằng 1 Rồi Chúng ta xóa thằng này nhé Thời gian nhỉ Rồi đến đây thôi chúng ta sử dụng định lý cầu xin đó Đây chúng ta có cột của Alpha thì bằng AB bình Công cho A phẩy bình Trừ cho BA phẩy bình đấy trên cho hai lần AB nhân cho ừ. A, A phẩy đấy mà các bạn thấy này AB với BA BA phẩy á thì là bằng 1 đúng không đều bằng 1 với thằng này trừ thằng này nó sẽ hết này đó vậy còn lại là bằng này A A phẩy bình này trên cho hai lần AB nhân cho A A, A phẩy vậy là bằng này a phẩy thì bằng 1 trên căn 2 này đúng không bình phương lên là bằng 1 phần 2 này thế nhá 2 nhân với AB lên nhân với 1 này a phẩy là 1 trên căn căn 2 này. kết quả này vậy là bằng 1 phần 2 nhân với căn 2 trên căn 2 trên 2 đúng không vậy là bằng căn 2 trên 4 đúng không? vậy là bằng căn 2 trên 4 đấy cột alpha bằng căn 2 trên 4 đáp án là A này. Câu này hơi loang ngoang nha Rồi câu 33 nào à, Đối với câu này thì chúng ta bấm máy vẫn được nhá Nó giang hai ẩn đúng không Phải có hướng dẫn rồi Nhưng mà câu này thì thực ra chúng ta không nên bấm máy Tại vì là cái tích phân này chúng ta tính rất dễ Đúng không Nên là chúng ta tính tay nó sẽ nhanh hơn Đây chúng ta tính tay nha Tích phân này thì các bạn cứ tách ra thôi Đây đặt thằng này là ý đi y nó sẽ bằng này tích phân từ 0 đến đến e này đưa à, đứa bá là hàng số đứa ra ngoài luôn này bá nhân tích phân này của x bình này để x này đúng không trừ này hai này tích phân từ 0 đến e này của x này để x. đấy rồi vậy là bằng này bá giữ nguyên này nguyên hàm của x bình chính là bằng x mũ bá này trên bá này đúng không tăng lên một bậc và chia cho số bậc của nó thôi chạy từ 0 đến đến e này trừ cho hai giữ nguyên này nguyên hàng của x thì chúng ta cũng làm như vậy đúng không tăng lên là bằng x mũ hai này trên hai này đó chạy từ không đến đến e này. rồi vậy là bằng này ba ba hết đúng không vậy là bằng x mũ ba này chạy từ không đến đến e này trừ này x bình này chạy từ không đến đến e này. vậy là bằng này thay e vào vậy là bằng e mũ mũ ba này trừ thay không vào hết đúng không đấy vậy là bằng e mũ ba thôi rồi trừ này Thằng này cũng vậy thôi, thầy e vào là bằng e mũ e mũ 2. Vậy từ đó các bạn so sánh với thằng này này. Đúng không? So sánh này. Thì chúng ta thấy là n mơ bằng mấy ạ? À? Suy ra này, n mơ bằng bằng 1 này. Và n thì bằng trừ trừ 1. Đúng không? Vậy từ đó suy ra này, thì tuyệt đối của mơ trừ n chính là bằng thì tuyệt đối của mơ là 1 này. Trừ cho trừ 1 chính là cộng 1 này. Vậy là bằng hai đúng không ạ đáp án là à. rồi có tiếp theo nào trong không gian cho hai điểm A và B khi đó mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB thì nó sẽ đi qua trung điểm của đoạn thẳng AB đúng không ạ? Đặt là ý đi. Và vuông góc với với đoạn thẳng AB đúng không? Vuông góc. Vậy thì mặt phẳng trung trực chúng ta ký hiệu là alpha đấy nó sẽ đi qua y này và vuông góc với AB nên nhận về từ AB làm về từ pháp tuyến, đúng không? Vậy đầu tiên là tìm y này. Trung điểm của AB chúng ta công là chia đôi đó 3 1 là bằng 2, 2 chia 2 bằng 1 này. Ở đó, 3 1 bằng 4, 4 chia 2 bằng 2. Tầm 7. Trừ 3 cộng 1 là bằng trừ 2, chia 2 là bằng thứ 1 này. 2 cộng 4 bằng 6 chia 2 bằng 3 này. Đấy. Còn à, AB này. Thì lấy B trừ A đúng không? 3 trừ 1 bằng 2 này. 1 trừ, trừ 3 là bằng 4 này. Và 4 trừ 2 bằng 2. Đấy. Vậy từ đó suy ra này. À, mặt phẳng alpha này. Đi qua. Quả Y này. Và có vẻ tư pháp tuyến này. Lấy N này. Chính là bằng về từ A. AB và có tọa đồ là 2, 4 và 2 đúng không ạ? Rồi. Vậy từ đó suy ra alpha sẽ có phương trình này. 2 thừa số cho x trừ trừ 2 cộng với 4 thừa số cho y trừ trừ 1 chính là cộng 1 này. Cộng với 2 thừa số cho z trừ trừ 3. không. Rồi, nhân phá ra này. Vậy là 2x trừ 4 này cộng nhỏ 4y này cộng 4 này cộng 2z này trừ 6 này bằng 0 này. Vậy tương đương với là 2x cộng 4y cộng 2z trừ 4 cộng 4 hết đúng không? Vậy là trừ 6 bằng 0. Đó. Các bạn làm gọn đi nhá. Làm gọn đi bằng cách là chia cho 2 này. Thì nó chính là tương đương với x cộng với 2y cộng với z trừ 3 bằng 0. Đúng không ạ? đáp án là gì đây đúng không Đây rồi các bạn làm nào điểm biểu diễn của số phức Z đây chúng ta tính thang này trước đúng không tính thang này, này. bấm máy đó menu 2 này 1 trên nhau 2 trừ 3 i Đấy, vậy là Z bằng này. 2 phần 10 13 trừ cho a à, cộng cho 3 đến 13 y. Đấy, tôi suy ra điểm biểu diện này. Có tọa đô này. Chúng ta lấy phân thức với phân ảo thôi. Vậy là 2 đến 10 13 và 3 đến 13 đúng không ạ? Đáp án là B. Câu 36 này. Cho hình lăng trụ đều, đều có tất cả các cạnh bằng A Khoảng cách từ A đến mặt phẳng A,BC Đây khoảng cách từ A đến mặt phẳng A,BC Các bạn nhìn vào hình thì các bạn thấy chính là đoạn A hạt đúng không? Cách xác định thì chúng ta làm như sau Ta sẽ gọi M là trung điểm của BC này Đấy Vậy thì khi đó thầy sẽ chứng minh được là BC vuông góc với mặt phẳng đó là A M A Đúng không? Đây này. BC vuông góc với M Đúng không? Vì M là trung điểm này. Mà tam giác ABC là tam giác đều thì đường trung tuyến cũng chính là đường cao đúng không? Tức là nó vuông góc tại tại đây này. Đó. Rồi. Chúng ta lại có là BC này. Thế lại vuông góc với A phải. Đúng không? Tại vì A phải là cạnh bên, cạnh bên thì nó vuông góc với đáy. Đúng không? Đó. Vậy từ hai cái này chúng ta suy ra được là BC nó vuông góc với mặt phẳng đó là a m A', phẩy được chưa mà bc thì lại nằm trên mặt phẳng đó là a phẩy bc ủ trời mưa mất rồi à nằm trên nha đây không phải thuộc đâu về suy ra này từ hai cái này chúng ta sẽ suy ra được là mặt phẳng a phẩy bc vuông góc với mặt phẳng đó là a mơ a phẩy đúng không ạ theo giáo tuyến đó là a phẩy mơ vậy suy ra khoảng cách từ a đến mặt phẳng a phẩy bc chính là khoảng cách từ a đến giáo tuyến của nó đó là a phẩy a phẩy mơ đúng không vậy ở đây thầy sẽ gọi là hạt là hình chiếu vuông góc của a lên cái cạnh đó là a phẩy mơ thì khoảng cách của chúng ta chính là bằng mơ mơ hạt đúng không vậy suy ra này khoảng cách từ a này đến mặt phẳng A BC chính là bằng đoàn A, A hạt đấy giống như trong hình đấy rồi bây giờ chúng ta đi tìm A hạt này để tìm A hạt thì các bạn phải xét tam giác đó là A phẩy A, đúng không tam giác này vuông tại A chúng ta có A phẩy rồi với các bạn phải tìm được AM nữa đúng không với tìm mơ trước này tìm mơ thì các bạn sẽ cho thay tam giác đó là ABM tam giác này vuông đáy vuông này mơ AB thì các bạn cho là bằng 1 nhá đây các bạn cứ cho A bằng 1 cho thầy thôi đó. đó vậy AB bằng 1 thì BM là bằng 1 phần 2 đúng không 1 2 vậy suy ra này AM bình thì bằng AB bình trừ đi BM bình vậy là bằng này AB là bằng 1 bình phương lên cũng bằng 1 BM là bằng 1 phần 2 bình phương lên bằng 1 phần 4 đúng không? Vậy là bằng 3 phần 4 mới suy ra A mơ bằng căn 3 trên trên 2. Rồi. Bây giờ các bạn lại sẽ tiếp này. Sẽ tam giác đó là A phẩy A và M. Tam giác này vuông này vuông này A. Đúng không ạ? hạt là đường cao. Vậy từ đó chúng ta sẽ có hệ thức đó là 1 trên A hạt bình bằng 1 trên A à, A phẩy bình cộng nhau một trên A mơ bình được chưa? Rồi. Thay số vào chúng ta sẽ có này một trên A à, A phẩy là bằng một đúng không? Tất cả các cả cạnh cả của hình hình lăng trụ này là bằng một mà. Vậy là một bình thì vẫn bằng một này. Đó một trên một thì bằng một luôn này. cộng này một trên à, A mơ bình là bằng căn ba à, bằng ba 3, 3 phân này đúng không? 3 phần 4. Đấy. Vậy suy ra này. 1 trên A hạt bình. Thì bằng. 1 cộng với thằng này chính là bằng 1 cộng với 4 phần. Phần 3. Vậy là bằng 7 phần. 7 phần 3. Đúng chưa? Vậy suy ra. A hạt bình. Bằng 3 phần. 7. Vậy suy ra A hạt. Bằng. Cắn của 3 phần. Phần 3. Đấy. Cắn bậc 2 của 3 phần 7. à, thằng này bằng bao nhiêu đúng không tính nó ra luôn này căn của 3 trên 7 bằng căn 21 trên 7 bút này sao với nó khó viết thế nha đây đúng không đáp án là B Rồi có 3 bài nào. Một chiếc máy có hai động cơ, 1 và 2 hoạt động độc lập với nhau. Xác suất để động cơ 1 và động cơ 2 hoạt động tốt lần lượt là 0,99 và 0,98. Xác suất để có ít nhất một động cơ hoạt động tốt là Câu này chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất đó là chúng ta sử dụng phân bu. À, đây, cách bu này, cách này nó nhanh hơn nhé say gọi PA là sản xuất để có ít nhất một động cơ hoạt động tốt. Đồng tốt, Đấy. Vậy thì từ đó chúng ta suy ra sản xuất của phân bu của A này chính là xác suất để cả hai động cơ hoạt động không tốt đúng không đấy mà chúng ta lại có này chúng ta lại có đó là pa thì bằng một trừ đi p của a ngang đấy vậy bây giờ chúng ta sẽ đi tìm pa ngang thôi đúng không Xác suất để hai động cơ hoạt động không tốt đó là bao nhiêu thì các bạn thấy này xác suất để động cơ thứ nhất hoạt động tốt là 0,99 đúng không vậy thì để nó hoạt động không tốt là 0,01 đúng không và xác suất để động cơ thứ hai hoạt động tốt là 0,98 vậy xác suất để động cơ hai hoạt động không tốt là 0,02 vậy từ đó các bạn thấy này xác suất để cả hai động cơ hoạt động không tốt đó là PA ngang nó sẽ bằng này 0,01 x 0,02 đúng không? Chính là bằng bao nhiêu ạ? Đây, 2 nhân 10 bù trừ 4. Đó. Vậy từ đó chúng ta suy ra PA chính là bằng 1 trừ cho 2 nhân 10 bù trừ, trừ, 4. Vậy là bằng bao nhiêu? đây lấy một trừ này, 16 nhỉ? đây không 98. chín đây đáp án là C. Rồi, đó là cách một nhá, cách hai này, cách hai thì nó sẽ dài hơn. Cách hai thì các bạn chia trường hợp ra. Đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chia trường hợp ra này. Trường hợp 1 này. Đó là à, uh, sản xuất để cả hai máy hoạt động tốt này. La này thì khi đó chúng ta sẽ có là 0,99 nhân 0,98 đúng không? 0,99 nhân 0,98 đó đúng không? rồi trường hợp 2 này đó là uh, chỉ có một máy hoạt động tốt thôi đó là máy 1 một hoạt động tốt còn máy hái thì hoạt động không tốt Đúng không? Không tốt Đấy Vậy sản xuất của trường hợp này này Sản xuất này Là bằng này Máy một hoạt động tốt là 0.99 Đúng không? 0.99 Còn máy 2 hoạt động không tốt Đó là 0 Đúng không? Đấy 0.02 Vậy là 0.99 Nhấn nhóc 0 không không? Rồi tiếp này. Trường hợp 3 này. Đó là máy 1 hoạt động không tốt. Còn máy 2 ấy, thì hoạt động tốt. Đúng không? Ngược lại thôi. Đó. Vậy suy ra sản xuất của trường hợp này này. Bằng này. Máy 1 hoạt động không tốt thì nó chính là bằng 0,001 đúng không? Rồi nhân với máy 2 hoạt động tốt đó là 0,98 này. Đó. Rồi bây giờ tính tương cái 1 và chúng ta cộng lại thôi, đúng không? Suy ra sản suất này. Đặt thằng này là A đi. Đúng không? Thì suy ra PA này. Chính là bằng này. 0,99 nhân 0,98. Cộng này 0,

Đấy 30,998 Đấy kết quả phải là C đúng không Vậy là chúng ta có hai cách tính nhá Cách này các bạn thấy là nó lâu hơn Rồi chúng ta đi vào câu 38 này Trong không gian cho điểm A và mặt phẳng P và mặt phẳng Q Phương trình đường thẳng D đi qua A và song song với P và Q là Nói có điểm A rồi đúng không? Vậy chúng ta phải tìm được vẻ tới chỉ phương của đường thẳng D nữa. À, các bạn thấy là nó song song với P này. Và song song với quý này. Đây các bạn cứ tưởng tượng như thế này. Đây. Đây là mặt phẳng. P này. Đây là mặt phẳng quý này. Nha. Tưởng tượng như vậy thôi. Còn đường thẳng của chúng ta là đường thẳng này. Đường thẳng D. Đúng không? Nó đi qua điểm A này. Đó. Vậy thì các bạn thấy rằng là. Vẻ tơ đấy là vẻ tơ phạm tuyến của mặt phẳng P này N NP này đó và đấy là vẻ tơ phạm tuyến của mặt phẳng quý này đúng không N quý này đấy được chưa thì khi đó tích có hướng của hai vẻ tơ phạm tuyến chính là vẻ tơ này đúng không đó chính là vẻ tơ này và nó trở thành là vẻ tơ chỉ phương của đường thẳng D. đúng không vậy từ đó chúng ta suy ra này vẻ tơ chỉ phương của đường thẳng d này đường thẳng D này, la này. U này, chính là băng này. Tích có hướng của vectơ là NP này với NQ. Đúng không? Mà NP này thì bằng này, đây. 2 trừ -3 và trừ -1 đúng không? 2 này, trừ -3 này và trừ, trừ -1 và NQ này 1, 2 và trừ 3 đó từ đó chúng ta suy ra này vẽ tới chỉ phương của đường thẳng D này có tọa độ này à, để tính tích cổ hướng của thang này thì các bạn có thể bấm máy cũng được nhé ba năm nhầm nhánh thì các bạn cứ nhầm thôi còn nhầm không nhanh thì chúng ta bấm máy nó sẽ nhanh hơn đấy đây bấm máy này menu này máy này là menu menu 5 nhá đó menu 5 chúng ta nhập vẽ từ này là vào vẽ từ A này vậy là một này rồi kích thước chúng ta chọn là 3 này rồi nhập vào 2 trừ 3 và trừ 1 rồi sau đó các bạn tắt đầu đi này cho tiếp tục là menu 5 này nhập vẽ từ B vào thôi vẽ từ này là vẽ từ B nhá vậy là 2 này rồi 3 này 1 2 và trừ 3 Đấy, rồi, sau khi nhấp xong thì các bạn à, tính này, các bạn lôi nó ra. Ấn OPTN này, lôi về từ A ra này, là phím 3 này. Rồi tích cỏ hướng là dùng phím nhấn này này. Rồi, nhấn này. Lôi về từ B ra này, là phím 4 này. Đó, băng này. Với tọa độ của chúng ta là 11, 5 và 7. đúng không? Rồi. có đối với dòng máy 570 á, thì cách nhập nó lại khác nhé. Các bạn ấn menu 8 này. Đó. Rồi nhập vẻ từ A thì Các bạn ấn phím 1 này. Đấy. Rồi chọn phím 1 này. là 3 này. Đúng không? Tức là XYZ đấy. 1 này. Rồi nhập vào đó. 2 này. Băng này. Trừ 3 này. Băng này. Trừ 1 này. Đó. Băng. Rồi bây giờ tắt nó đi. Và cũng ấn như vậy đó. Menu 8 này. Nhập vẻ từ 2 này. Ấn phím 2 này. Rồi ấn phím 1 này. 1, 2 và trừ 3. Đó. Rồi nhập sang tắt này. Bây giờ để lối ra thì chúng ta ấn shift này Rồi ấn nắm này Đó, lối về từ A ra là phím 3 này Rồi nhấn thì vẫn uh, nhấn, nhấn vô hướng đó. À nhấn có hướng thì vẫn là nhấn này Đó, về từ B này thì 4 đúng không? Rồi bằng này Đấy, 11 này, nắm và bạn Được chưa ạ? Rồi, về từ đó chúng ta suy ra này Đường thẳng đều chúng ta có phương trình này X từ đi Đây, toa đồ điểm đi qua này Từ đi 2 này đến nhá 11 này bằng này y trừ đi 3 này đến nhá 5 này bằng này z trừ cho 4 đúng không đến nhá bạn đáp án là thằng nào đáp án là d đúng không đây d rồi câu tiếp theo nào tập nghiệm của bật phương trình À câu này thì chúng ta thay vô thôi. Đây đầu tiên là các bạn chuyển thằng này sáng mới trải thay. Này. Đấy chuyển về chúng ta được là 3x trừ cho 5 cộng 2x lớn hơn 0 đúng không ạ? Thay vô này. 3x trừ 5. Nào chúng ta sẽ tiến đoàn là cứ để ở âm -9 để 9. Nhé bước bằng 1 nhá. Chúng ta tìm cái khoảng mà làm cho fx nó lớn hơn 0 đúng không? Lớn hơn hoặc bằng 0 đấy. Khoảng âm là bỏ này. Đây nó bằng 0 tại 1 này và lớn hơn 1 thì nó lớn hơn 0 đúng không? Đấy. Vậy là tập nghiệm của chúng ta là từ 1 một... trở đi đúng không? Đây. Lớn hơn hoặc bằng 1. Đó. Vậy đáp án là à đây. có câu 40 nào. Hàm số và đường thẳng này cắt nhau tại bao nhiêu điểm? ở à, số giao điểm chính là số nghiêm của phương trình. Đây các bạn xem thằng này là fx. Thằng này là gx. ạ? Đấy. Thì suy ra số giao điểm chính là số nghiêm của phương trình fx bằng gx. Đúng chưa? Đấy. Vậy là tương đương với gì ạ? 4x cộng 4 trên nhỏ x 1 3 x bình trừ 1. Đấy. Phương trình này có bao nhiêu nghiệm thì suy ra nó sẽ cắt nhau tại bao nhiêu điểm đó, đúng không? Đầu tiên là các bạn làm thay điều kiện này. Điều kiện đó là x 1 khác 0 đúng không? Tương đương với x khác 1. Đấy. Thì khi đó phương trình của chúng ta sẽ tương đương này. Các bạn nhân chéo lên thôi. 4x cộng 4 bằng nhau x trừ 1 thừa số cho x bình trừ 1 rồi nhân phá ra này, chúng ta được 4x cộng 4 bằng nhau x mũ 3 trừ cho x trừ cho x bình cộng nhau cộng nhau 1 đấy chuyển tất cả về một về này và lựa được x mũ 3 này 46 bố bị mất nét đấy nhé trừ cho x bình này đấy là thế nha rồi trừ cho 5 x đúng không chuyển 4 x sang đấy là trừ 4 x trừ x nữa thành trừ 5 x và trừ 3 đúng à, không? 3 và không đấy phương trình này có bao nhiêu nghiệm thì chúng ta bắt máy đó menu 923 hệ số của x mũ 3 là 1 hệ số x bình là trừ 1 hệ số của x là trừ 5, hệ số tự do là trừ 3. Một nghiệm, hai nghiệm, hai nghiệm đúng không? Hai nghiệm đó. Đấy, một nghiệm này, hai nghiệm này, hết đúng không? Vậy là phương trình này có hai nghiệm thì suy ra là có hai giáo điểm ha. À, hai nghiệm đã khả cái giá trị này chưa? x bằng 3 và x bằng trừ 1 khác rồi đúng không? Thỏa mãn điều kiện. Vậy là có hai nghiệm nhé. Rồi có bùm một nào. Biết ép to là một nguyên hai của ép nhỏ và thỏa mãn cái điều kiện này. Giá trị của biểu thức này bằng. À, đầu tiên là chúng ta đi tìm ép to nào Ép to là bằng nguyên hai của ép nhỏ và là bằng nguyên hai của một trên x trừ hai. Đi đúng không? Nguyên hai của thằng này thì đơn giản rồi, chính là bằng gì ạ? Lén trị tuyệt đối của x trừ trừ hai cộng với C, đúng không Rồi bây giờ chúng ta bỏ thì tuyệt đối này. Để bỏ thì tuyệt đối á, thì chúng ta dựa vào định nghĩa thì tuyệt đối thôi. Thì tuyệt đối của A nó sẽ bằng bằng A nếu A dương đúng không? A lớn hơn bằng 0 đấy. Và bằng trừ A nếu A bé thua A bé được không? Vậy từ đó chúng ta sẽ có này. Cái này nó sẽ bằng chúng ta chia ra hai trường hợp đúng không? Trường hợp thứ nhất đó là bằng lén của A, x trừ 2 cộng với C1. Đấy. Nếu x trừ 2 lớn hơn hoặc bằng 0, tức là x lớn hơn hoặc bằng bằng 2. Được chưa? Và bằng lén của 1 ký nhé. Trừ à, đổi dấu lại thôi, trừ x cộng 2 cộng với C2 nếu x bé thua đổi dấu 2, đúng không? Chúng ta bỏ thì tuyệt đối được như vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta dựa vào cái điều kiện này này. Và điều kiện này để chúng ta tìm C1 và C2 đó. Chúng ta có F của 3. Thì bằng 1 Vậy là tương đương với gì ạ? F của 3, 3 thì các bạn thấy là nó lớn hơn 2 đúng không? Lớn hơn 2 thì chúng ta phải thay vào hàm số này này. Đó. Vậy là tương đương với là lén của thay 3 vào 3 trừ 2 là lén của 1 đúng không? Lén của 1. Đó. Cộng với C1 và nó bằng bằng 1 mà lén 1 thì nó bằng 0 Vậy là tương đương với C1 bằng à, C1 nhé bằng 1 đấy rồi điều kiện thứ hai này ép của 1 bằng 2 vậy là tương đương với gì ạ à? ép của 1 1 thì nó bé đồ 2 vậy chúng ta phải thay vào hàm số này, này đúng không đấy vậy là tương đương với lén của thay 1 vào trừ 1 cộng 2 là bằng cùng bằng 1 luôn đúng không cộng với C2 à nó bằng 2 và tương đương với là C2 bằng. bằng 2. Đấy. Tìm được C1, C2 rồi thì các bạn thấy vào đây. C1 là bằng 1 này. C2 là bằng, bằng 2 này. Đó. Vậy từ đó chúng ta suy ra này. F của 0 cộng với F của 4. Nó sẽ bằng này. 46 bị Khó viết quá. F của 0 á, thì chúng ta thay vào hàm số này. Tại vì 0 thì nó bé thôi 2 đúng không? Đấy. Thấy ba hàm số này thì chúng ta được là lén của 0 cộng 2 là bằng 2 này. Rồi cộng với 2 này này. Đúng chưa? Rồi cộng với F của 4. F của 4 thì chúng ta phải thấy vào hàm số này này. Đúng không? Vậy là lén của 4 trừ 2 là bằng, bằng 2. Cộng với, cộng với 1. Đó. Lén 2 cộng lén 2 thì bằng 2 lén 2. Đó. 2 cộng 1 thì bằng 3. Đấy. Vậy là 2. 2 lên 2 cộng 3 đáp án là à. rồi được chưa rồi câu một hai nào cho hình chóp SABC có SA vuông góc với đáy mặt phẳng SAB SAB vuông góc với mặt phẳng SPC các bạn quan sát được hình nhé thầy vẽ sản hình để chúng ta đỡ mất thời gian ngồi chơi thầy vẽ đúng không góc giữa hai mặt phẳng này thì bằng 60 độ SB thì bằng A căn 2. Góc BSC bằng 45 độ. Đây góc này này. 45 độ. Thể tích của khối chóp theo A. Các bạn cứ cho A bằng 1 nhé. A bằng 1. Thể tích khối chóp thì chúng ta tính theo công thức. Đó là V bằng B nhân hạt. À, 1 phần 3 B nhân hạt đúng không? B là diện tích đáy. Diện tích tâm giác. ABC này. Còn chiều cao chỉnh là S, A. Rồi đầu tiên này ở đây thầy sẽ kể ah vuông góc với sb từ đó chúng ta suy ra ah vuông góc với mặt phẳng đó là sbc đúng không tại vì này mặt phẳng sab vuông góc với mặt phẳng sbc theo giao tuyến đó là sb đúng không mà ah vuông góc với giao tuyến của hai cái mặt phẳng đó thì suy ra nó sẽ vuông góc với mặt phẳng đó là SBC thôi đúng không rồi vậy từ đó chúng ta suy ra này AH vuông góc với à, với với um, BC đúng không đấy tại vì BC thua với mặt phẳng SBC đúng chưa vậy thì từ đó chúng ta chứng minh được BC vuông góc với mặt phẳng đó là SA AB đúng không tại vì này ta có AH vuông góc với đây ghi BC đi BC này vuông góc với AH này đúng không BC á thì lại vuông góc với với SA này BC này vuông góc với SA tại vì SA vuông góc với mặt phẳng đáy này đúng không vậy từ hai cái này chúng ta suy ra BC vuông góc với mặt phẳng đó là S SAB đúng không vậy suy ra này BC vuông góc với SB Đó, và BC vuông góc với với AB. Đúng không? Vậy là tam giác ABC vuông tại vuông tại B này. Và tam giác SBC cũng vuông tại vuông tại B này. Đúng chưa? Mà tam giác SBC vuông tại B mà có góc này bằng 45 độ thì suy ra góc còn lại nó cũng bằng 45 độ đúng không? Tại vì là tổng ba góc trong một tam giác thì bằng 180 độ. Đó. Vậy là hai góc này bằng nhau thì suy ra tam giác SBC là tam giác cân. Đúng không? Tam giác cân thì suy ra là SB bằng S à, bằng BC. Mà SB thì bằng căn 2 và BC cũng bằng căn căn 2. Có hiểu không nhỉ? Rồi. Rồi tiếp tục này. Tiếp tục thay sạch kè này. BI vuông góc với AC ạ? mà chúng ta có BI thì lại vuông góc với SA đúng không ta với SA vuông góc với mặt đáy này đó vậy từ đó chúng ta suy ra BI vuông góc với mặt phẳng đó là SA SAC đúng không ạ mà vuông góc với mặt phẳng này thì suy ra BI vuông góc với với uh, SC đúng chưa rồi, bây giờ tiếp này, thay là kẻ này, kẻ đó là bk, vuông góc với sc, đúng không mà chúng ta vừa mới chứng minh là sc vuông góc với bi nữa, sc vuông góc với b, bi, đúng không từ đó chúng ta suy ra sc vuông góc với mặt phẳng đó là à, bik, Đúng không? Vậy suy ra SC lại vuông góc với BK. Đúng không? Vậy chúng ta có này, SC vuông góc với BK, SC vuông góc với IK. À, xin lỗi, SC vuông góc với IK chứ. Đúng không? Đây, SC vuông góc mặt phẳng này thì suy ra SC vuông góc với IK. Đúng không? Còn BK thì chúng ta kẻ vuông góc rồi thì chắc chắn là vuông góc rồi, đúng không? Đấy. Rồi, lập luận lại này. SC vuông góc với BK này và SC vuông góc với với IK với suy ra góc giữa hai mặt phẳng SBC với SAC chính là góc giữa hai đường thẳng BK với KI đúng không? Tức là góc này này. Đấy vậy là góc này bằng 60 60 độ. Bút bị sao nhé. Đó. Câu này hơi loang hoang nhỉ <laughs> Rồi bây giờ chúng ta mời đi tìm AB này, đúng không? Tìm A, B trước này. Để tìm AB thì các bạn sẽ trở thay tam giác này. Uhm. B, I BIK, tam giác này vuông tay Y đúng không? Tam giác này vuông tay Y. Tại vì chúng ta có BI vuông góc với mặt phẳng SA, SAC này, vừa mới chứng minh đúng không? Ở đây là mặt phẳng nhé, đóng hoặc là này. Và chúng ta có cạnh nào rồi? BK chúng ta tính được này, đúng không? BK chúng ta tính được tại vì là tam giác SBC à, vuông cân tại B có cạnh này cạnh hai, cạnh này cạnh hai thì chúng ta sẽ tìm được BK đúng không? Đó. Vậy có BK rồi thì chúng ta sẽ tìm được BI. Đấy, lập luận như vậy. Để hơi lo ngoan đấy. Rồi bây giờ tìm BK trước này. BK phải tìm bên này đấy Đây, tìm dưới này. Tí này chúng ta xóa đi nha. Để tìm BK thì các bạn sẽ đều thay tam giác này. Đó là BCK. Tam giác này vuông thái, vuông thái K, đúng không? Với từ đó chúng ta suy ra này. À, BK bình thì bằng BC bình trừ đi A à, chúng ta đã có CK đó đúng không Đấy chưa có CK thì chúng ta không dùng Pitago được Vậy đây các bạn dùng hệ thực lượng nhé Đó là xin đi học của không hư tăng đoàn kể của tăng kể đoàn đấy Chúng ta có góc này Cạnh này là cạnh uh, cạnh kê Và chúng ta muốn tìm uh, À cạnh này cạnh huyên đúng không Cạnh huyên nhé Đây đổi diện góc vuông mà Và muốn tìm cạnh kê Thì chúng ta sử dụng xin đó Đây xin của 45 đô này Xin là đi học tức là đổi đến Đổi đến huyên đúng không Đối diện tức là cá, cá bê này trên huyên đó là B, BC từ đó suy ra KB bút hơi khó vía đấy nhá bằng BC nhân nhỏ sin của 45 độ đấy mà BC thì bằng cắn cắn 2 sin 45 độ thì bằng cắn 2 trên trên hai về kết quả là bằng mấy ạ à bằng một đấy vậy là chúng ta tìm được là BK bằng Bằng một này Ok chưa Rồi Tìm được bế cá rồi á, Thì các bạn sẽ trở thay tâm giác đó là K -I -B Để chúng ta tìm IB Đúng không Đây tiếp tục là sẽ tâm giác này Đó là KIB Tâm giác này vuông tại Vuông tại I Đúng không Chúng ta có góc này rồi Chúng ta có cạnh này rồi Thì chúng ta lại sử dụng là Là xín thôi Đúng không ta có cánh nguyên này, một tim cạnh đối này, đúng không? À tâm giác này là vuông tại vuông tại ý nhá. Đây, BI vuông góc với mặt phẳng đó là S AC này, đúng không? Nên là nó sẽ vuông góc với với uh, IK. Đúng chưa? Đó, nên là vuông tại ý Rồi vậy là chúng ta sử dụng sin này, sin 60 độ thì bằng đổi trên nguyên tức là IB trên cánh nguyên đó là BK. Vậy là suy ra IB bằng BK nhân sin của 60 độ. Đấy. Mà BK thì bằng 1 rồi, đúng không? Vậy là bằng sin của 60 độ, vậy là bằng 1 nhân với sin 60 độ bằng mấy nhỉ? Căn 3 đến 2 à. Căn 3 đến 2 đúng không? Đấy, vậy là 1 nhân với căn 3 đến 2. Bằng căn 3 đến 2. Đấy, vậy là chúng ta tìm được BI là bằng căn 3 đến 2 nhá. Đây chúng ta ghi lên đây này bi là bằng căn 3 trên trên 2. Rồi tiếp tục này. Xóa bớt nhé, xóa bớt trên này đi. Rồi tiếp tục này. Bây giờ chúng ta sẽ tam giác ABC Đây chúng ta tìm AB nhé. Sẽ tam giác này. A, B, C Ồ, cầu này hơi dài nhỉ Hơi lo ngoan, đúng không? A, B, C, tâm giác này vuông tay Vuông tay B Lúc đầu có nói rồi, đúng không? Đấy, tại vì là B, C vuông góc với mặt phẳng S, A, S, A, B Đấy, nên là vuông góc với A, B <laughs> Rồi, chúng ta có B, I là đường cao Đúng không? B, I là đường cao Và chúng ta có hệ thức lượng đó là 1 trên B, I, B Thì bằng 1 trên A, B, B cộng cho 1 trên BCB. Đó, từ đó chúng ta suy ra 1 trên ABB thì bằng 1 trên BI bình trừ 1 trên B. BCB. Đấy vậy là suy ra này, 1 trên ABB bằng bằng bao nhiêu? Bằng 1 trên BI thì chúng ta vừa mới tính xong này. BI là bằng căn 3 trên 2 đúng không? Bình phương lên là bằng 3 trên 4. Rồi. Cỡ à, trừ cho 1 trên BC bình. BC là bằng căn 2 bình phương lên là bằng bằng 2. Rồi. Vậy là bằng 4 phần 3 trừ cho 1 phần 2. 4 phần 3 trừ 1 phần 2 bằng 5 phần 6. Đấy. Với từ đó chúng ta suy ra AB bình bằng 6 trên 5 Với suy ra AB bằng căn của 6 trên 5. Rồi vậy là AB bằng căn 6 trên 5. Đấy. Vậy là diện tích tam giác ABC thì chúng ta có thể tính được rồi đúng không? Tại vì chúng ta có AB rồi, có BC rồi. Đấy. Bây giờ chúng ta đi tìm S A nữa này. Để tìm S.A. thì các bạn sẽ đều thay tam giác này, đó là SA -A b Đây, thay xóa đi nhá. Câu này hơi dài, cũng đủ chỗ nháp luôn á. Sẽ tam giác này. Đó là SAB. Tam giác này vuông tại. vuông tại A. Đúng không? Chúng ta có AB rồi, có S.B. rồi. Để chúng ta hoàn toàn tìm được SA thôi, dựa vào có. đúng không? SA bình thì bằng SB bình trừ đi AB bình. Vậy là bằng SB là bằng căn 2 đúng không? Giờ đây này, SB bằng căn 2 này. Đó, căn 2 bình phương lên là bằng 2 này. Trừ cho AB bình. AB bình là bằng 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 6 đến 5 này. Đấy, vậy là bằng mấy ạ? À, bằng 4 đến 5. Đúng không? đến 5. Vậy từ đó suy ra SA bằng à, 2 trên cắn cắn 5. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta tính diện tích tâm giác ABC này, ABC thì bằng 1/2 lần AB nhân với B C đúng không ạ? Vuông tại B mà. Vậy là bằng này, 1/2 này, AB là căn 6 tến 5 này. À căn 6 đến tiến đến 5 nhá. Đấy căn như thế này. Nhớ nhá. Căn 2 vừa là bằng này. 1/2 là 0.5 này nhân này. Căn này 6 đến tiến 5 này nhân căn 2. Căn 15 đến 5. Đó. Rồi, vậy là từ đó chúng ta suy ra thể tích thôi. V này bằng này 1 phần 3 này. B nhân hạt này. Trong đó B là diện tích đáy đúng không? Vậy là bằng 1 phần 3 này. Nhân này, cắn 15. Trên 5 này. Nhân với chiều cao chỉnh là 2, 2 trên cắn 5. Vậy là bằng này. À, nhấn nhân 1 phần 3 này. Rồi nhân tiếp cho 2 trên cắn 5. Vậy là 2 căn 3 trên 15 Đó, 2 căn 3 trên 15 Đây, đáp án là D Câu <laughs> này hơi dài nhỉ, hơi lo ngoan quá Rồi, câu tiếp theo nào Câu này có lẽ là khó nhất trong đề đấy <laughs> Đúng không? Câu 43 Là ký hiệu Z1, Z2 là bốn nghiêm của phương trình Và giá trị biểu thức này bằng Ở câu này những bạn nam mà dùng cái dòng máy 570 ấy, thì lại dễ Đó. Còn những bạn mà dùng dòng máy 570 ấy, thì lại khó <laughs> Hay không? Tại vì là nếu mà dùng dòng máy 580 ấy, thì chúng ta biến đổi chúng ta nhân phá ra thì nó sẽ thành là phương trình bậc 4 và chúng ta bấm máy cái thì chúng ta sẽ tìm được z1, z2, z3, z4 đúng không? nhưng mà thằng này thì chúng ta phải biến đổi về hai cái tích của hai phương trình bậc 2 sau đó tìm nghiệm từng ít từng thằng một đấy nó sẽ rất khó nha nên là tuần nhất đây khi đi thi các bạn mượn thêm cái dòng máy 580 nữa Rồi chúng ta dài này. Ở đấy thay sẽ nhân phá đá với chúng ta dùng cái dòng mã 580 để chúng ta dài nhá. Các bạn nhân phá đá thôi. Đây đặt cái này là sao đi. Sao nó sẽ tương đương này. Đây z nhân với a à, z binh nhân z binh nó bằng z mũ 4 này. Đúng không? Rồi, cộng với 3 z mũ 3 này. Rồi cộng với 3 z binh. Rồi, trừ 3 z nhân với z bình vậy là trừ 3 z mũ mũ 3 này trừ 9 z bình này trừ cho 9 z rồi. tiếp này cộng với 6 z bình này cộng với 18 18 z này và cộng với 18 đúng không rồi nhân thang này nữa này trừ này 9 z này cộng với à trừ chứ trừ trừ với 2z mũ 3. Rồi cộng với z bình. Được không? Đúng không? Rồi biến đổi này. Z mũ 4 chắc chắn là đề nguyên rồi này. Đúng không? Bây giờ những thằng nam mà cùng mũ chúng ta công trừ lại cho nhau này. Thằng này này. Với thằng này này. Nó hết luôn đúng không? Đấy. Vậy là thằng này này. Với thằng này bỏ luôn này. Rồi. Có thằng nào z mũ 3 nữa không? Rồi còn lại là thằng này thôi, đúng không? Vậy là trừ với 2Z mũ 3 này. Đó. Rồi tiệm này, bây giờ đến lượt Z binh này. 3Z binh này. Trừ với 9Z binh là bằng trừ 6Z binh này. Mà cộng với 6Z binh, vậy là hết đúng không? Vậy là hết này. Thằng này, thằng này, thằng này, hết này. Được chưa? Vậy còn lại mỗi Z binh ở sau này nữa. Vậy là cộng với Z binh này. Rồi, tiếp này. Đến lượt Z này trừ 9z này. Trừ 9z là thành trừ 18z này. Cộng với 18z vậy là cũng hết luôn này, đúng không? Đây thằng này, thằng này, thằng này hết đây Đó. Vậy là rẻ hết rồi, đúng không? Còn lại 1 18 nữa thôi, vậy là cộng 18 này. và không? Đến đấy thì các bạn thấy là phương trình của chúng ta là một phương trình bậc 4. Mà phương trình bậc 4 thì chúng ta lại bằng máy thôi. Đúng không? Đây. Menu này. 9 này. 2 này. 4 này. Đó. Hệ số của x14, tức là hệ số của z14 này. Chúng ta cứ xem xét là x ha. Vậy là 1 này. Thứ 2 này. 1 này. Hệ số của x là 0 đúng không? 0 này. Hệ số tự do là 18. Rồi, một nghiệm này. Đấy, một nghiệm. Các bạn lưu lại đi. Lưu vào A này. Đấy, vậy là z1 là bằng A này. Rồi, nghiệm thứ hai này, lưu vào B này. Vậy Z2 là bằng bằng B này. Rồi nghiệm thứ ba là lưu vào C này. Z3 là bằng bằng C này. Rồi Z4 lưu vào vào D này. Đó. Vậy bây giờ thay Z1, Z2, Z3, Z4 vào đây và chúng ta tính thôi. Nhưng mà các bạn nhớ là chúng ta phải đưa về tương số phức nhá. Menu 2 này. Đấy. Chịp ABS này. Z1 là A này. Rồi. Công này. ship ABS Z2 này. Rồi. Tiếp này. Công này. Z3 này. Công này. Z4 này. Đó. Đã. 2 căn 6 cộng 2 căn 3. Vậy đảm bảo là nào? 2 căn 6 câu 2 căn 3. Đấy, đáp án là thằng này nhá. Thằng này chắc chắn là không phải đâu này. <laughs> Rồi thử án nào. 2 căn 3. Thử số cho. 1 cộng căn 2. Đây, đúng luôn đúng không? 2 căn 6 cộng 2 căn 3. Đáp án là A. đó các bạn thấy là máy 580 thì chúng ta giải bài này rất chỉ là nhẹ nha đúng không nhưng mà dòng máy 570 thì nó sẽ mệt nhá đấy nên là tốt nhất các bạn cứ đi thí thì các bạn mang theo cái dòng máy 580 nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều trong trong nhiều trường hợp nó sẽ giải quyết được mà dòng máy 570 không làm được nó câu bộ nào câu bốn bốn cho số phức thỏa mãn mô đun của z bằng 1 giá trị lớn nhất của biểu thức. Câu này chúng ta có hai cách. Các bạn thấy này, Quỷ tích của z là một đường tròn đúng không? Bạn nào mà đã xem qua cái video tìm min max bằng máy tính của thầy rồi ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ biết đúng không? Đấy. Chúng ta thấy quỹ tích của nó là một đường tròn thì chúng ta có thể đặt đặt và đưa về lượng giác. Sau đó chúng ta bấm máy đúng không? Nhưng mà cách đó nó sẽ lâu nhá. Nên là đối với bài này thì các bạn nên đưa về cái dạng lượng giá của của số phức và chúng ta sẽ dùng ý dùng ý, uh, lệnh tùy hồi để tìm giá trị minh mắc nha rồi chúng ta làm này số phức thì nó có hai dạng ngoài cái dạng đại số là z bằng a cộng bi nó còn có một cái dạng nữa gọi là dạng lượng giác mà trong máy tính á, thì nó sẽ hiển thị dưới dạng nó là z bằng r góc bằng pi đây này các bạn thấy là cái góc của chúng ta đây này đúng không có thấy không đó ship này đấy nha bây ship góc này. à vậy vậy đưa về trường thuộc phước nhé đây ship góc này đấy góc này còn cái dòng máy 570 á thì góc của nó là nằm ở vị trí này này đúng không đây là góc này màu vàng vàng đấy đúng chưa trong đó R là bằng mô đun của của Z chưa? Vậy từ đó chúng ta sẽ suy ra này. Z của chúng ta nó sẽ có dạng là uh, mô đun của Z thì bằng bằng một tức là R bằng 1 đúng không? Vậy là bằng 1 góc góc pi. Đấy. À, nhưng mà trong máy trong máy tính thì chúng ta không nhập pi được mà chúng ta phải nhập là x. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhập là bằng 1 góc góc x. Được chưa? Rồi bây giờ các bạn thay vào đây như thế Vậy từ đó chúng ta suy ra này, t này nó sẽ bằng mô đun của z chính là bằng 1 cộng x đó cộng với cộng với hai này rồi cộng với hai này mô đun của z trừ hai tức là một cộng x này trừ đi hai này đó và sau đó để tìm giá trị min max của tế thì chúng ta sẽ nhập thêm một cái dòng lệnh nữa là dòng lệnh truy hôi này hai chấm này x bằng x cộng với h đó tráo đỏ hạt thì các bạn hiểu rằng nó chính là cái bước nhạy đó thay đã có giải thích về cái phương pháp này rồi nếu như bạn nào mà không hiểu thì các bạn xem lại like cả cái video trước nhé ờ, giống như là thay giải cái uh, video giải câu 44 trong đêm minh hòa năm 2022 ấy bằng phương pháp trí hô đấy các bạn xem lại like, các bạn sẽ hiểu ha đó và thông thường thì các bạn cứ cho hạt bằng 15 nữa đây đấy bạn nào mà kỹ hơn thì các bạn cho hạt nhỏ hơn cũng được hạt càng nhỏ thì nó sẽ càng chính xác nhưng mà chúng ta làm nó sẽ lâu thôi vậy thì chúng ta nhập hạt bằng 15 nhé. 15 đấy vậy là các bạn nhập cho thay cái thằng này, này vào máy tính nhớ là các bạn phải đưa về trường số phước nhá menu 2 này rồi nhập vào Module này một góc pi một này góc này góc x cộng hai này rồi công tiệm này, hai này, mô đun này. Một góc, một góc x này. Rồi trừ hai này. Đấy. Sau đó chúng ta nhập thêm cái dòng lệnh này này. Hai chấm này. Hai chấm ở đâu đây? X này. băng này, x này, cộng với 15. Đó. Sau khi nhập xong á thì các bạn ấn cán này. CALC. Tài này. X bằng 0 và các bạn ấn băng nhà ấn băng cho đến khi nào mà x nó bằng 360 thì chúng ta dừng lại nha a à, có một chú ý nữa đó là các bạn phải đưa về chữ đế này còn nếu như mà các bạn Để rơ thì vẫn được nhưng mà để rơ thì chúng ta sẽ cán từ 0 đến 2 pi đó và chúng ta để để thang này là không phải là 15 đâu đấy mà chúng ta để là khoảng uh, pi đến uh, pi đến 3 gì đó hoặc là nhỏ hơn nữa cũng được nhá nhưng mà tổn nhà thì các bạn cứ đưa về đồ này nhá để cho nó dễ nhìn đấy vậy là chúng ta đưa về đồ này chỉ một này hai này một nhá đưa về đồ chúng đấy chắc ăn nhất rồi bây giờ chúng ta can này can tay x bằng không này rồi bằng này đấy các bạn kiểm đáo thấy kết quả này này xem thử nó đạt giá trị lớn nhất là số mấy à, Uh, phương pháp này thì nó sẽ có một nhược điểm so với thái bô thái bô thì chúng ta có thể là kiểm tra đi kiểm tra lại đúng không nhưng mà thằng này mỗi khi ấn băng á, thì nó sẽ quá luôn chúng ta không thể kiểm tra lại được nữa hiểu không đấy một kiểm tra lại thì chúng ta phải phải can lại tới đâu đó đấy, nên là bắt buộc các bạn phải nhớ nhá phải nhớ rồi ấn băng tiếp này nó bằng 5,1 không 09 đúng không? Đang tăng đúng không?

rồi. Rồi nó đang giảm rồi. Bây giờ các bạn ấn nhanh nhanh đi. Xem thử nó có à đây, có tăng lại rồi này. Bài về 069 đúng không? Đây là giảm đây này. hết rồi đấy, đấy đúng không hết rồi hết rồi vậy là bảy phẩy không chín nhá không chín hình như là thay nhìn quá là như vậy không biết có đúng không đó chúng ta cứ để đấy bây giờ lấy máy này chúng ta thử là xem được kết quả là bằng bao nhiêu kiểm tra từng số một thôi năm cạnh hai bảy bảy có khả năng là thằng này đấy đúng không bảy chín đây khả năng là bản án a đấy hai cắn 10 thì chắc chắn không phải rồi này đúng không hai căn mười chắc chắn không phải rồi sáu phẩy ba rất nhỏ ba căn năm sáu phẩy bảy không có phải, phải đúng không hai căn năm thằng này thì càng không phải nữa vậy là đập bản á đấy hoa toàn chính xác nhá đó rồi các buồn lắm nào cho hàm số f(x) có đồ thị nhính vẽ bên diện tích cả phần ABC trên hình vẽ lần lượt là tính tích phân đây thang này là bằng A này đúng không thang này là bằng B này thang này là bằng C này thì các bạn thấy này A cộng B cộng C chính là bằng diện tích hình phẳng dưới hạn bởi đô thị f(x) và trục hoành và x bằng trừ 3 và x bằng x băng 1 đúng không ạ? Đây là 1 nhé. Đó. Vậy là bằng tích phân từ âm 3 đến 1 này thì tuyệt đối của f x để được chưa? Được rồi. Bây giờ các bạn tách ra đi. Giả sử là nó cắt tại đây là điểm A này, A nhỏ này, cắt tại đây là ở đây là không thôi đúng không? Đấy. Vậy là bằng này, nếu các bạn tách ra thì chính là bằng tích phân từ âm -3 đến đến a nhỏ đúng không? a nhỏ này. thì tuyệt đối của f(x) dx này. Cộng này, tích phân từ a nhỏ đến đến 0 này, thì tuyệt đối của f(x) dx này. Đấy, cộng với này tích phân từ 0 đến 1 thì tuyệt đối của f(x) dx. Đúng không? Các bạn tách ra như vậy thì các bạn thấy rằng thang này chính là bằng A này, đúng không? Và tích phần này là bằng bằng B và tích phần này là bằng bằng C. Đúng nhỉ? Đấy. Ờ, nhưng mà bây giờ các bạn bỏ đi tuyệt đối đi ấy, thì các bạn sẽ thấy này. Tích phần từ âm 3 đến đến 1 của FxDx dx thì nó sẽ bằng này. Ờ, do từ âm 3 đến A, từ âm 3 này đến A này thì f(x) của chúng ta nó âm nên khi bỏ đi tuyệt đối thì tích phần này nó sẽ bằng bằng âm đúng không à, khi có tri tuyệt đối thì nó bằng 8 nhưng mà khi chúng ta bỏ tri tuyệt đối đi ấy, thì tích phân này nó sẽ bằng âm 8 đúng không vậy là bằng âm 8 này và tương tự như vậy thì thằng này chính là bằng 3 phần 5 này đó rồi thằng này thì chính là bằng trừ uh, 4 phần 5 đúng không vậy là tích phân này nó bằng bao nhiêu trừ 8 này cộng 3 trên 5 này trừ 4 trên 5 trừ 41 phần 5 đây trừ 41 trên 5 rồi tiếp theo là chúng ta sẽ xử lý thằng này này Đó. để xử lý thằng này thì các bạn đặt phần trong ngoặc này là bằng bằng tế đi nhá chúng ta dùng cái phương pháp đó là biến đổi số đây các bạn đặt này đặt t bằng 2x cộng 1 thì suy ra này dt nó sẽ bằng là 2 dx đúng không vậy là tương đương với là dx bằng dt trên trên hai rồi Ờ à, đội cân này đội cân đội cân khi x bằng không này thì suy ra t sẽ bằng à, x bằng hai trước nhé à, bằng âm hai trước nhé âm hai này thì t sẽ là bằng âm ba này khi x bằng không này thì suy ra t sẽ bằng bằng 1 đúng không vậy là chúng ta đặt thang này là ý đi đấy thì khi đó ý nó sẽ bằng này tích phân từ âm ba này đến một này của t này cộng ba này dt dt bây giờ à, d x thì chúng ta thấy bằng dt đến hai đúng không dt đến hai này đó đúng nào rồi bây giờ chúng ta giải tích phân này ra này thì các bạn tách ra thôi tách ra thì chúng ta suy ra y nó sẽ bằng này để viết xuống phía dưới tí đây y nó sẽ bằng này tích phân từ âm 1 đến à, từ âm 3 đến 1 này đấy à, các bạn đưa 1 phần 2 này ra phía trước luôn này đây đưa 1 phần 2 ra phía trước luôn đúng không tích phân từ âm 3 đến đến 1 của FT DT để... đúng không? Cộng với 3/2 tích phân từ âm 3 đến 1 của à, DT. Đúng không? Đấy, chúng ta tách ra như vậy. Vậy là bằng này, 1/2 này. Thì các bạn thấy này, tích phân từ âm 3 đến 1 của FXD á thì bằng âm 4 1/5 thì thằng này nó cũng vậy thôi vì tích phân nó không liên quan đến biến cả đúng không đấy vậy là nhân với ấm 41 này trên 5 này đó rồi cộng này thằng này chúng ta bấm máy được đúng không đây 3 phần 2 này nhân này tích phân này nhân này tích phân này của 1 dt đấy từ âm 3 đến đến 1 bằng 6 đúng không bậc 6 này vậy là kết quả bằng mấy ạ 1 phần 2 nhân cho âm 41 đến 5 cộng 6 bằng 19 phần phần 10 đấy Ồ không có kết quả đúng à sai đâu nhỉ đâu sai đâu đâu, đúng không đúng rồi đúng không vậy là kết quả sai đấy nhà bằng 19 19 phần 10 nhá kết quả sai đấy đó. đây thêm một đáp án nữa này đó <laughs> rồi câu tiếp theo này câu 46 trong không gian về phương trình đường thẳng delta nằm trên mặt phẳng P và vuông góc với đường thẳng D. Biết delta đi qua điểm M. À, câu này là dễ ha. Chúng ta thấy này, đường thẳng delta nằm trên mặt phẳng P đúng không ạ? Vậy suy ra là đường thẳng delta nó sẽ vuông góc với vẻ tư pháp tuyến của mặt phẳng mặt phẳng P. Đúng không? Cái thứ hai này, đường thẳng delta nó vuông góc với đường thẳng D nên suy ra đường thẳng delta nó cũng vuông góc với vẻ tơ chỉ phương của của đường thẳng D. Đúng không? Vậy từ đó chúng ta suy ra vẻ tơ chỉ phương của delta là đây, chính là băng tích có hướng tích có hướng của vẻ tơ phạm tuyến của mặt phẳng P này với vẻ tơ chỉ phương của mặt đường thẳng D. Đó, đúng không? Ma này. À, nơ bé. Sẽ có tổ độ này. 2 trừ 1 trừ 1 đúng không 2 trừ 1 và trừ 1. Đấy. Còn nơ alpha này. Ơn à, xin lỗi. UD nhé. UD này. Tổ độ là 1, 2 và trừ 3. Rồi. Vậy từ đó chúng ta suy ra này. Vậy U này chính là bằng này tích có hướng của np với ud này thì bằng này tọa độ là bao nhiêu có nhầm được không không nhầm được thì các bạn bấm máy thôi đúng không ba năm mới nhầm được thì các bạn nhầm nhánh luôn à, trừ một nhân trừ ba là bằng ba uh, đấy này ba trừ, uh, trừ với trừ với trừ hai là thành năm đúng không đấy năm tiếp này trừ 1 nhân với 1 là bằng trừ 1 2 nhân với trừ 3 là bằng trừ 6 trừ 1 cộng với 6 là bằng 5 đúng không? 5 này rồi 2 nhân 2 là 4 4 cộng 1 cũng là 5 luôn đúng không? vậy là bằng 1 này 1 này 1 đấy chúng ta rút gọn đi đó vậy là có vẻ tới chỉ phương này có điểm đi qua rồi này từ đó chúng ta suy ra đường thẳng delta này có phương trình là x trừ 0 vậy là x đúng không? trên cho 1 bằng nhớ y trừ 1 trên trên 1 bằng nhớ z trừ 1 trên à 3 chứ thì 1 đấy đáp án là b đúng không rồi có 4 bài nào cho khối lăng trù tám giác đều và có hai cái mặt phẳng này chia khối lăng trù thành 4 phần tính thể tích phân nhỏ nhất trong bốn phân được tạo ra. Biết thể tích của khối lăng trụ V là bằng 1. Đây các bạn quan sát vào hình này. Các bạn thấy là chúng ta có hai cái mặt phẳng A, B, C và mặt phẳng A, B, C, đúng không ạ? Nó chia cái khối lăng trụ chúng ta thành bốn phân. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, đúng không? À, thay đặt phần phân thứ nhất này á có thể tích là V1 đi. Đấy. Tức là thể tích của cái hình chóp B có đáy là B phẩy đúng không? Đấy, là V1. Thằng này là V V2, thằng này là V V3, thằng này là V V4 đi. Đó. V3 là thể tích của khối chóp có đỉnh là B này, đáy là MN C phẩy A phẩy đúng không? Còn V2 là thể tích của khối chóp có đáy À, có đỉnh là là A này, có đỉnh là A đúng không? Còn đẩy là B, A à, đỉnh là B chứ, đỉnh là B này, đẩy là A, C nơ mơ đúng không? Đấy. Còn V4 á, là thể tích của khối chóp có đỉnh là mơ nơ này, đẩy là A này, C này C phẩy và A phẩy đúng không? Thì các bạn quan sát vào hình thì các bạn thấy là thăng nhỏ nhất là thăng nào ạ? À, chắc chắn là V một đúng không? Đấy. Còn nếu như mà chúng ta không không vẽ hình được chuẩn á, không xác định thì chúng ta phải đi kiểm tra thôi nha. Còn nếu như các bạn nó vẽ hình chuẩn rồi thì các bạn sẽ đoán được là thang nhỏ nhất là b 1 đúng không? Rồi vậy chúng ta có này. Ta có này. Ta có thể tính của khối chóp này, V này, có đỉnh là B này, đáy là B phẩy này, M và N này. Trên cho thể tích của khối chóp có đỉnh là B này, đáy là B phẩy này, A phẩy này và C phẩy thì sẽ bằng này. Đó. Sẽ bằng uh, B mơ trên nhá. B phẩy nhân cho B n trên cho B C phẩy. Đúng không? Đấy, nhưng bạn nào mà học đến phần này rồi thì chắc chắn là sẽ biết cái công thức này, đúng không? Mà chúng ta lại có này, M là trung điểm của B, B A phẩy, đúng không? Tức là đoàn này này, bằng đoàn này này. Tại vì sao? Tại vì M là giáo của hai cái đường chéo đó là ba phẩy và A, A B phẩy. Mà trong khi đó, A B, B phẩy, A phẩy, nó là một cái mặt bến của của hình lăng trụ. Mặt bến của hình lăng trụ thì nó là hình bình hành hoặc là hình chữ nhật, đúng không? mà hình bình hành hay hình chữ nhật ấy nó sẽ đều có tính chất đó là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường đấy nên là m là trung điểm của b a phẩy đó vậy từ đó chúng ta suy ra là BM trên BA a phẩy thì chính là bằng 1 phần hai vậy là bằng 1 phần hai này nhân với tương tự như vậy chúng ta cũng có n là trung điểm của b b c phẩy vậy là thằng này cũng bằng 1 phần hai này và kết quả là bằng 1 phần phần bốn đúng không vậy là tương đương này tương đương là V của đỉnh là B này đáy là B phẩy A phẩy C phẩy sẽ bằng 4 lần V có đỉnh là B đáy là B B phẩy này M và N đúng không? Mà thang này chính là V1 này đấy còn thang này á thì các bạn thấy này nó là khối chóp có đỉnh là B này Đấy là B phẩy A phẩy C phẩy đúng không? Vậy suy ra thể tích của nó thì sẽ bằng 1 phần 3 lần thể tích của cả cái khối lăng thu này Đúng không? Vậy là thằng này thì nó sẽ là bằng 1 phần 3 lần thể tích của khối lăng trụ tức là là V đúng không? Đấy Bằng này 4 này Thằng này là V1 đúng không? V1 đấy Từ đó chúng ta suy ra này V1 sẽ bằng 1 phần 12 V Đấy Và đáp án của chúng ta là là B này đúng không à, còn trong trường hợp mà các bạn nhìn hình không được á tức là chúng ta nhìn vào hình nhưng mà chúng ta không đoán được là phần nào có thể tích nhỏ nhất thì các bạn đi kiểm tra nhé kiểm tra nó cũng rất chỉ là dễ thôi đây các bạn thấy này à, v 2 á thì bằng này bằng thể tích của khối chóp có đỉnh là b phẩy này đẩy là bac này đúng không? trừ đi vế v một đúng không đó v hai này bằng thể tích của khối chóp có đỉnh là b phẩy này đẩy là b AC này trừ đi V1 đúng không mà thằng này á thì nó cũng chính là bằng 1 phần 3V có đúng không nhỉ nó khác gì thằng này đâu đúng không vậy là bằng này 1 phần 3V trừ đi V1 đấy vậy là bằng này 1 phần 3V trừ đi V1 á thì bằng 1 phần 12V đúng không vậy là bằng 1 phần 4V Đấy và các bạn thấy là 1 phần 4 V thì chắc chắn là nó lớn hơn 1 phần 12 V đó Đúng không? Rồi kiểm tra V3 này V3 này V3 thì các bạn thấy là Nó chính là bằng thể tích của khối chóp có đỉnh là B này Đẩy là B phẩy này A phẩy này và C phẩy Trừ đi V V1 Đúng không? Mà thằng này cũng bằng 1, 1 phần 3 V Vậy là bằng 1 phần 3 3 V trừ đi V1 Đúng không? Vậy thì nó giống thằng này thôi Vậy là nó cũng bằng 1 phần 4 4V Đấy Còn V4 này chúng ta kiểm tra V4 nữa này Đây V4 á Thì nó bằng V trừ đi V1 cộng V2 cộng V3 Đúng không? Đấy Vậy là bằng này V trừ đi V1 á Thì bằng 1 phần 12V Đây trừ đi 1 phần 12V này cộng nhau V2 á thì bằng V3 luôn đúng không? V2 bằng V3 và bằng 1 phần phần 4V. Đấy, 1 phần 4V. Kết quả bằng bao nhiêu? Đấy các bạn bấm máy luôn này. À, 1 phần 12 cộng nhau 1 phần 4 cộng 1 phần 4 đúng không? 7 phần 12 và lấy 1 trừ đi đúng không? 1 trừ đi này. Và kết quả là bằng 5 phần 10 12V Thằng này thì nó cũng lớn hơn V V1 đúng không? Đấy lớn hơn V1 Vậy các bạn thấy là V1 là nhỏ nhất Hoàn toàn chính xác đúng không? Rồi câu tiếp theo nào Cho A là một số thực dương A khác 1 và bật phương trình này có nghiêm đúng với mọi x lớn không? Số A thuộc tập hợp nào sau đây? Đây, ở đây các bạn đặt cho thầy là x chính là bằng hàm số loga cơ số a của x đấy và đặt y là cái hàm số ở phía bên phải đấy ba x trừ thứ ba đó vậy thì bây giờ các bạn thấy này các bạn nhìn vào phần đáp án này các bạn đoán được ngay là a của chúng ta nó lớn hơn một rồi đúng không tại vì nó không có khoảng nào nó trừ cái số a nhỏ nhỏ hơn một cả nên là chúng ta manh dạn chúng ta đoán là a lớn hơn lớn hơn một đúng không vậy từ đó chúng ta sẽ có này chúng ta sẽ vẽ cái đồ thị ra đây đây là x này đây là y này thầy vẽ cái đồ thị của hàm số à, đường thẳng này trước nhá đường thẳng này thì các bạn thấy là khi x bằng không à, cho x bằng một đi thì suy ra là y bằng y bằng y bằng không đúng không? Rồi khi x bằng bằng hai thì suy ra là y bằng bằng ba đấy. Vậy là nó đi qua điểm một không này, đây một này, không này. Vậy đi qua điểm này là một đúng không? Rồi hai ba, hai này thì x bằng một hai ba này, đây ba đây này, đó. <laughs> với đường thẳng của chúng ta là đường này này Ui dạ hơi hơi sâu nha Đây thôi vẽ cho nó cong cong kéo kéo được đúng không Đấy đường này đường này chính là y bằng 3x thứ ba Rồi bây giờ các bạn thấy là ờ uh, thằng này nó bé thua băng thằng này đúng không uh, Đô thị ham số uh, lô gá thì nó đi qua điểm điểm uh, 1 không này đi qua điểm này này đúng không và thằng này nó đông biến vậy là đô thị của nó phải như thế này đúng không tiếp xúc với cái đường thẳng này tái tại một này đó còn nếu như mà nó như thế này á đây nó như thế này cùng tiếp xúc nhưng mà như thế này thì các bạn thấy là có phần này lớn hơn thằng này thôi đúng không vậy là không được đúng không nó phải bẻ thua bẻ thua cái ham số y này đó bẻ thua ham số y đấy vậy là bắt buộc là cái ham số loga cơ số a của x của chúng ta phải có đô thị như thế này hãy nói cách khác là cái đường thẳng này chính là đường thẳng tiếp tuyến của cái cái hàm số hàm số fx hình dung được không nhà con nếu như mà nó như thế này thì các bạn thấy là nó cũng đi qua là điểm một đây này đúng không nhưng mà nó đi như thế này á Thế các bạn thấy là có phần này nó lớn hơn luôn này đúng không đấy vậy thì bắt buộc là để nó bẻ thuốc băng thì nó phải tiếp tiếp xúc tiếp xúc tại môn này đấy tiếp xúc tại điểm này này như thế này đúng không hình dung án nhỉ <laughs> rồi đó vậy từ đó chúng ta suy ra này đây thầy xóa phần này nhá suy ra này đường thẳng y bằng 7 trừ 3 là phương trình tiếp tuyến của hàm số fx tại x bằng 1 đấy tiếp xúc tại uh, x bằng 1 này đúng không? Mà phương trình tiếp tuyến á thế các bạn thấy là đường thẳng này có hệ số góc là cá bằng ba này đúng không mà cá của chúng ta thì chính là bằng đầu hàm của f x tái tại một đó vậy là thang này nó phải bằng mấy ạ bằng ba này ma này f phải x của chúng ta thì chính là bằng này đầu hàm của thang này chính là bằng một trên x nhân lên a Nhé. đó Vậy suy ra này F' của 1 này, Thì nó sẽ bằng là 1 trên lén Lén A Mới đây chúng ta có F' của 1 bằng 3 đúng không Đây F' của 1 bằng 3 này. Thì bằng 3 này Vậy tương đương với là 1 trên lén Lén A bằng 3 Vậy là tương đương với là Lén A Bằng 1 trên lén Lén A bằng 1 trên 3 Thì suy ra A bằng mấy nhỉ đây vậy là tương đương này các bạn dùng xịp số đi cũng được tương đương này lên á này trừ một phần ba nó bằng không đây các bạn dùng xịp số cho nó nhanh này chúng ta nhập là lén của a các bạn nhập lại x nhé lén x này trừ một phần ba này đấy sau đó xịp số này x các bạn nhập là bao nhiêu cũng được nhá bằng luôn này vậy là tương đương với a bằng mấy ạ A bằng 1,39 395 mấy gì đó đúng không Vậy á bằng như thế này ấy, thì các bạn thấy là á nó sẽ thuộc vào khoảng nào 1 đến 1 đến 2 đúng không đó 1, gần 1,4 đấy sắp xỉ 1,4 đáp án là C Đây có 49 nào trong không gian với hệ trục tọa độ cho phương trình mặt cầu SM như thế này biệt với mọi số thức mơ thì SM luôn chứa một đường tròn cố định bán kính R của đường tròn đó là Nào, chúng ta làm này đầu tiên là các bạn biến đổi thang này một chút ha đây sao phải tương đương này x bình cộng y bình cộng cho z bình cộng nhớ các bạn nhân phá thang này ra vậy là mơ x cộng cho 2x cộng cho 2 m x trừ cho 2 2 m z trừ cho m trừ cho 3 bằng 0 đúng không ạ? Rồi bây giờ những thằng nào mà có m thì các bạn nhẩm lại thôi. Thằng này nè. Thằng này nè. Này này. Thằng này và thằng này đúng không? Đấy chúng ta đặt m làm nhân tử chung. Vậy là tương đương nè. m này thừa số cho x nè cộng cho 2 hai y này trừ cho hai hai z này đúng không trừ cho một đúng không rồi còn những thang nào mà không có mơ ấy, thì các bạn nhóm like và các bạn chuyển sang bên phải thôi nha đây thang này này thang này này thang này này đúng không nhóm like và các bạn chuyển sang bên phải nhá vậy là bằng này trừ này mở ngoặc này nó chuyển về đồ dấu nhá thành nhóm like rồi thay chuyển luôn x bình này cộng y bình này cộng z bình này cộng cho 2 x này trừ cho 3 này đó đúng không rồi bây giờ các bạn thấy này à, mắt câu s mơ của chúng ta luôn luôn chứa một đường tròn cố định đúng không hay nói cái khác là mắt câu s mơ của chúng ta luôn luôn đi qua một điểm cố định đúng không Ta biết nó chứa một đường tròn cố định thì chắc chắn là nó phải đi qua một điểm cố định Vậy bây giờ thay đặt điểm cố định đấy là điểm mơ và có tọa độ là x, y và z. Vậy thì các bạn thấy rằng là mơ của chúng ta luôn luôn thuộc vào mặt cầu mơ đúng không? Hãy nói cách khác là chúng ta thấy mơ vào cái phương trình này này. Thì phương trình 1 này nó sẽ luôn đúng với đúng với mọi mơ nha, đúng với mọi mơ. Với mọi mơ nha, thuộc vào S e. R đấy mà các bạn thấy rằng cái thang này luôn đúng thì chúng ta sẽ có điều gì với từ đó chúng ta sẽ có này nó luôn đúng á thì chúng ta suy ra được là x cộng 2y trừ 2z trừ 1 nó phải bằng 0 đúng không và x bình cộng y bình à, cộng này là cộng z bình z bình nhé cái bố của thầy không biết nó bị lỗi gì mà à, việt đôi lúc nó bị mất nét <laughs> nên là không biết vì sao nữa đấy như vị nó ngay 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 rồi vậy là rẻ binh này cộng với hái hãy x này trừ cho ba này bằng không này. Này. này đúng không đấy tương tự như thế này m a mà bằng bằng b đấy à, thằng này luôn đúng với mọi mơ thì chỉ có là a bằng không và b bằng không thôi đúng không không có trường hợp nào nữa đấy rồi Vậy thì bây giờ các bạn thấy rằng là cái đường tròn cố định của chúng ta chính là giá của cái mặt phẳng này này Với cái mặt cầu này đúng không Thế đặt mặt phẳng này là mặt phẳng P đi Và mặt cầu này là mặt cầu S Đó Đúng không Thì bây giờ các bạn tương tự như thế này Đây là Mặt cầu S này Còn đây là mặt phẳng P này Đúng không Nó giá mặt cầu S tái Theo cái vòng tròn như thế này đó theo đường tròn như vậy đúng không mặt cầu S của chúng ta có tâm là giả sử là tâm 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 ô đi đó còn đường tròn của chúng ta có tâm là Y đi được chưa vậy bây giờ chúng ta dựa vào cái hình này để chúng ta tìm bán kính của đường tròn cố định này bán kính đường tròn cố định của chúng ta là R nhỏ đúng không đây khoảng cách này đấy vậy là thằng này là R nhỏ này thầy gọi bán kính của cái mặt cầu này này là R lớn đi đó, bán kính mặt cầu là R lớn này. Khoảng cách từ O đến Y chính là khoảng cách từ tâm tâm O đến cái mặt phẳng P. Đúng không? Và thằng này nó vuông góc các bạn này. Đó. Vậy bây giờ chúng ta muốn tìm R nhỏ thì chúng ta phải tìm được R lớn này và khoảng cách OI. Được chưa? Rồi, vậy bây giờ các bạn xác định cho thầy tâm O của tọa độ là bao nhiêu này? Tọa độ của tâm O là các hệ số đi với x, y và z ở dưới này. Chúng ta chia cho âm 2 đúng không? vậy là âm một này không và không đấy đó là tọa đồ tâm y rồi bây giờ bản kính này Error lớn này Bản kính của mắt câu ẻ này thì chúng ta tính bằng công thức đó là căn bậc hai của của a, a bình cộng b bình cộng c bình trừ cho trừ cho d đúng không ạ vậy là bằng này căn bậc hai của a là trừ một này bình phương lên là bằng một này có thang này bằng không thằng này bằng không thôi đúng không đấy trừ cho d D là bằng trừ và trừ ba này đúng không? trừ và trừ ba là thành cộng ba này. Đó vậy là 4 đó. 4 bằng căn bốn thôi. Căn bốn thì bằng bằng hai. Đó vậy là r lớn của chúng ta là bằng hai này. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta tìm khoảng cách từ O đến mặt phẳng P này đúng không? Chính là OI đấy. Đây, OI này chính là bằng này. Khoảng cách từ từ O này đến mặt phẳng mặt phẳng P này. Vậy là bằng này. thì tuyệt đối của trừ một này cộng cho 2 nhân 0 này. Đấy, trừ cho 2 nhân 0 này, trừ cho 1 này. Trên nhá. Cắn của 1 bình cộng 2 bình cộng với trừ 2 tất cả bình. Vậy là bằng mấy ạ? Trừ 1 trừ 1 là bằng trừ 2 vậy là bằng 2 này. Trên nhá. À, 4 4 là 8 căn 9 đúng không? Căn 9 là bằng 3 này. Vậy là bằng 2/3 nhá. Đó, 2/3. Rồi bây giờ chúng ta tìm R nhỏ này. Để tìm R nhỏ thì các bạn dựa Pythagore thôi, đúng không? Chúng ta sẽ tầm giác OI, đây o -I -A đi. Thì các bạn thấy là tầm giác này vuông tại ý thì chúng ta dùng Pythagore thôi. Đây R nhỏ bình này, thì chính là bằng R lớn bình này trừ đi OI bình này. Vậy là bằng này. Hai bình đúng không? Trừ đi 4 phần 9. Vậy là bằng này. À, bằng 4 nhé, xin lỗi. Hai bình là bằng 4 đúng không? 4 trừ đi 4 phần 9 Rồi, cắn uh, à, 32 phần 9 Đó, và từ đó chúng ta suy ra R nhỏ bằng cắn của 32 phần 9 Đây. 4 cắn 2 trên 3 Đó Nói đáp án là gì nào Đó, 4 cắn 2 trên 3 B đúng không? Rồi câu cuối cùng này Cho hàm số như thế này Số điểm cực kỳ của hàm số này là Ở à, về tìm số điểm cực kỳ thì các bạn cứ làm đầy đủ hai bước thôi Bước 1 này Đó là chúng ta tính đầu hàm Đúng không ạ Đấy tính y phẩy Bước 2 Đó là chúng ta giải phương trình y phẩy bằng 0 phương trình này có bao nhiêu nghiệm đơn thì suy ra hàm số đấy sẽ có bấy nhiêu điểm cực kỳ ha đó vậy ở đây các bạn đã thấy hàm số y bằng f của FX x vậy đầu tiên là các bạn đi tính đầu hàm này suy ra này y phẩy bằng này đầu hàm của thằng này thì các bạn nhớ thầy công thức này đó là f của u đầu hàm của f u thì bằng u phẩy nhân f phẩy của, của u đấy Vậy đây đầu hàng của thang này ấy, thì chính là bằng bằng f x này nhân với f phẩy của f x đúng không ạ? Đó. Bây giờ bước thứ hai là các bạn giả phương trình y phẩy bằng không này. Vậy là tương đương với là f phẩy x nhân với f phẩy của f x bằng không này. Vậy là tương đương với chúng ta sẽ có hai trường hợp đúng không? Trường hợp thứ nhất đó là f phẩy x bằng không này vậy f của f x nó bằng không đó rồi bây giờ chúng ta giải Tương trường hợp một này thằng này thì dễ thôi đúng không để giải thằng này thì có bàn dừa vào đây chúng ta có y x thì từ đó chúng ta suy ra được f x đúng không f x này chính là bằng này 3 x bình trừ cho 6 x mà bằng không á thì tương đương với là chúng ta có hai nghiệm x bằng 0 và x bằng x bằng 2. Đúng không? Vậy là thang đầu tiên này chúng ta có hai nghiệm này, đó là x bằng 0 và x bằng 2. Còn thang này á thì chúng ta cũng dựa vào cái phương trình phía trên này, đúng không? Vậy là tương đương với lại fx bằng 0 hoặc là fx bằng 2, đúng không ạ? f bằng 0 á thì các bạn cho thang này bằng 0 này, xem thử có mấy nghiệm. Đây x mũ 3 trừ 3 x bình bằng bằng 0 tương đương với là x bằng x bằng 0 và x bằng 3 vậy là có hai nghiệm đúng không vậy là phương trình trên này là có hai nghiệm x bằng 0 và x bằng 3 còn phương trình dưới này thì nó tương đương với là à, x mũ 3 trừ 3 x bình bằng 2 đúng không phương trình này thì có bao nhiêu nghiệm chúng ta bấm máy thôi đây menu là 9 này, 2, 3 này. Hệ số của x mũ 3 là 1, hệ số x bình là trừ 3. Hệ số của x là bằng 0. Hệ số tự do là bằng trừ 2 nhé, các bạn phải chuyển thằng này sáng này. Đó, chuyển sang là trừ 2 này. Một nghiệm này. Thằng này là nghiệm ảo nhé. Đấy, có Y6 này. Đúng không? Đấy. Thằng này cũng nghiệm ảo này. Vậy là chỉ có một nghiệm thôi. X bằng đây như thế này 3,19 đây sấp xỉ nhá 3,19 rồi vậy là các bạn thấy có mấy nhiêm ạ à? một này hai này ba này bốn nhiêm đúng không với khả năng cao là nó có bốn điểm cực kỳ đấy nhưng mà các bạn thấy là có hai nhiêm x bằng không vậy thì không biết là x bằng không nó có phải là nghiêm kẹp không đúng không vậy thì tốt nhất là các bạn nên đi kiểm tra dấu cho thầy nhá đây các bạn lập bảng sẽ dấu ra đây là bảng sẽ dấu này đây là x này đây là y phẩy này chúng ta có bốn nghiệm này đó không này hai này ba và ba phẩy một chín rồi tại đây là bất không hình này đó bây giờ các bạn sẽ dấu xem thử là khoảng này ở mai dương đúng không khoảng này cũng vậy khoảng này cũng vậy đấy để xét dấu thì các bạn phải tìm được cái hàm số y phẩy này đúng không sau đó chúng ta cán đó đây các bạn tìm thấy thằng này nó bằng bao nhiêu f phẩy á, thì bằng thằng này này nó phải thay nó vào thôi 3 x bình trừ cho 6 6 x tất cả nhân cho này f phẩy của f x f phẩy á là thằng này nhưng mà f phẩy của f x thì chúng ta thay x vào thằng này nữa đúng không tức là chúng ta thay cả thằng này này nó thay cả thằng này vào đâu ạ vào x này nó vào đây này đúng không Vậy chúng ta được là 3 này Nhân với x bình chính là thằng này bình này Vậy là thừa số cho x mũ 3 Trừ với 3 x x bình Tất cả bình này Trừ cho 6 x Trừ cho 6 này x chúng ta thay bằng thằng này này Vậy là x mũ 3 này Trừ 3 x bình Đấy đóng hoặc lại này Đóng hoặc lại này, Đó Vậy là chúng ta đã tìm được y phải rồi Tìm được y phải rồi Thì bây giờ các bạn dùng máy tính Các bạn sẽ dấu thôi đây. Các bạn nhập thằng này vào máy tính của thầy nhé. Mở ngoặc này. 3 x pin. Tầm bay nữa. Đây. Trừ 6x này. Đóng ngoặc lại này. mở ngoặc này. 3 này. Mở ngoặc này. x mũ 3 trừ 3 x pin. x mũ 3 trừ 3 x pin. Đóng ngoặc lại tất cả pin này. Trừ cho 6 này, mở ngoặc này. x mũ 3 trừ 3 x pin. Đó, đóng ngoặc lại, đóng ngoặc một lần nữa này. Rồi bây giờ sẽ dấu nhá, Chúng ta sẽ dấu cái khoảng trong cung đây này, Thì các bạn thấy là khoảng này là x chạy từ 0 à, từ từ ấm vô cùng đến 0 đúng không? Tức là x ấm đấy, thì các bạn cán tại một cái giá trị ấm nào đó. Các bạn cán tại ấm ấm 2 đi. Đấy các bạn thấy là nó dương đúng không? Vậy là dương này. Đó. Rồi. Từ 0 đến 2 thì các bạn cán tại 0,1 đi. Lớn hơn 0 là được đúng không? rồi ấm này đó ấm này từ 2 đến 3 đấy các bạn cán đáy 2,1 đi vậy là dương đúng không rồi từ 3 đến 3,19 thì để các bạn cán đáy 3,01 đi đúng không lớn hơn 3 là được vậy là ấm đúng không âm này rồi từ 3,19 đến dưới vô cung thì các bạn cán tay một số nào đó số 4 ý, đúng không vậy là dương này nó các bạn thấy là nó đổi dấu hết Vậy suy ra các nghiệm này đều là nghiệm đơn ngã đúng không? Vậy chúng ta có là 1 2 3 4 bốn điểm cực trị đáp án là D. <laughs> Rồi như vậy thay là giải xong đề số 7 nhá. Bạn nào mà không hiểu thì các bạn cứ nhắn tin cho thầy nhá. nhắn tin qua fanpage hoặc là các bạn để lại like cái bình luận ở dưới video cũng được ha. Thầy sẽ trả lời. Rồi, chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong D số 8. Bye bye.